Dạ kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, trước hết chúng con xin niệm ơn quý ngài đã tạo duyên cho chúng con trưa hôm nay cũng như là hộ niệm cho chúng con. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023, đúng ngay ngày rằm tháng 9 năm Quý Mão. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Tịnh Độ thuộc thành phố Lafayette, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, nhân dịp chùa làm lễ đặt đá xây dựng chánh điện cũng như là kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Và trưa hôm nay đại chúng có khỏe không? Quý vị dùng cơm hết chưa? Thưa đại chúng, Pháp Hòa xin sám hối là Pháp Hòa ngồi dưới này. Là hồi nãy quý thầy sắp cho Pháp Hòa ngồi trên kia, nhưng Pháp Hòa không dám vì ngồi xa đại chúng quá. Cho nên là Pháp Hòa nói thôi, tự Pháp Hòa đề nghị trước. Pháp Hòa biết là thế nào cũng sắp trên đó, cho nên Pháp Hòa nói một lát nữa xin quý thầy xếp lại cái bàn cho dưới này, để ngồi quá cao té nó đau. Xin được sám hối đại chúng. Vì hồi nãy có một vị hội trưởng của Phật tử đây đó lên nói xin thầy lên lại chỗ cũ để cho ở dưới được thấy. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình xin phép mình ngồi dưới này, nhưng mà có thể mình đứng nói chuyện cũng được. Giờ quý vị muốn mà đứng hay ngồi? Cảm ơn. Miệng muốn vậy chứ cũng khấn lắm á. Thôi kệ cho ngồi đi, lát đứng chụp hình chứ. Thưa đại chúng, mà khi mà chúng ta nói đến chữ Tịnh Độ, và hôm nay có một cái lễ đặc biệt, đó là lễ chúng ta đặt đá để xây chùa. Thường thường khi chúng ta muốn làm một cái việc gì quan trọng, như là xây chùa, xây một công trình gì đó lớn lao, thì chúng ta thường có một cái lễ đặt đá hay là lễ động thổ. Có nhiều khi người ta kết hợp hai lễ thành một, tức là đặt viên đá để xây dựng và động thổ. Như vậy hôm nay Pháp Hòa xin thưa một cái ý nhỏ, để rồi chúng ta hiểu được đặt đá là gì và động thổ là sao. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có một cái tâm nguyện muốn xây dựng cho đời mình một cái gì đó. Thí dụ như quý vị ở nhà, mình không có xây những cái lớn, nhưng mình xây gia đình, xây dựng hạnh phúc. Vậy thì một vị thầy, một vị xuất gia, một vị trụ trì cũng muốn xây dựng một ngôi chùa, một đạo tràng. Như vậy thì dù bất cứ chúng ta xây dựng lớn nhỏ gì, thì cái việc của chúng ta cần làm đó là chúng ta đặt một viên đá trên cái nền tảng mà chúng ta muốn xây dựng. Như vậy viên đá đó là gì? Viên đá đó là tượng trưng cho một nền tảng, một ý chí. Vì cái viên đá đó nó cứng, nó chắc, và nó để bảo vệ, nó để nói lên cái tinh thần, cái tâm nguyện của mình đặt vào đó. Như vậy chúng ta không phải đợi tới khi nào chúng ta làm chùa chúng ta mới đặt đá, mà tất cả chúng ta khi có một khái niệm thì chúng ta muốn đặt một nền tảng cho cái gia đình mình, cái hạnh phúc của mình. Như vậy đặt đó là gì? Đó là chúng ta đưa cái tâm nguyện, đặt cái nền tảng, đặt một cái ý chí vào đó. Vậy thí dụ như thường người ta làm lễ đó, người ta muốn xây dựng chỗ nào thì tổ chức cái lễ ngay chỗ đó. Hoặc là cái chỗ đó là chỗ xây nhưng mà có thể nó không tiện để tổ chức. Ví dụ bây giờ muốn xây ở trước cửa đài Quan Âm thì có thể để viên đá ngay đó. Ở đây là cái lễ đài làm lễ, rồi xong rồi một lát mời chư tôn đức đến cái chỗ đó để làm cái lễ đặt viên đá xuống và làm lễ. Như vậy thì tất cả chúng ta, không luận là người tu hay là Phật tử, vì tất cả chúng ta khi chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, có một chút ý thức hiểu biết, thì chúng ta đều đặt cái tâm mình muốn xây dựng cho đời mình một nền tảng gì đó. Cho nên tất cả đều đi học, đi học để biết chữ
hay thậm chí muốn một cái nghề của mình được trọn vẹn, chúng ta phải đi học nghề. Vì nếu không học thì chúng ta không có một cái điểm tựa hay là có một cái khởi chí. Cho nên đặt viên đá đó để nói lên cái chí nguyện chúng ta muốn đặt xuống đó. Động thổ là gì? Theo hiểu nghĩa động thổ tức là mình chạm vào đất, chạm vào đất đó. Như vậy thì tất cả chúng ta sống, chúng ta phải chạm vào cái trái tim, cái tâm linh của nguồn cội của mình. Có bao giờ quý vị nói trời tôi thấy nó mà tôi chấn động tâm can? Thì cái giây phút mình chấn động tâm can đó là động thổ đó. Còn nếu mà mình gặp như một té lửa kêu động đất. Như vậy thì thưa đại chúng rằng một gia đình hạnh phúc cũng phải đặt đá và phải động thổ. Động thổ tức là cái ngày mình gặp nhau đó, hai người mình gặp nhau, mình thương nhau đó, là mình động tim của mình, động tâm của mình. Và kể từ đó mình đến với nhau là mình muốn đặt một cái nền tảng cái hạnh phúc. Một vị thầy trụ trì muốn xây dựng một ngôi chùa, không phải ngôi chùa không, xây giảng đường, xây nhà bếp, thường thường người ta đều làm cái lễ, một là lễ động thổ, nếu không có đơn giản khỏi lễ đặt đá thì động thổ cũng được. Vì sao? Vì đất ở đó, chúng ta phải làm một cái lễ đó để chúng ta lấy tay, chúng ta dùng một cái vật gì đó chạm vào đất đó để đất đó trở thành một cái khí thiêng. Ngày xưa có một câu chuyện á, là ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài đến được nhận y bát từ Ngũ Tổ á, thì ngài đến núi Bảo Hoa, có chùa Bảo Hoa, và ở nơi đó không có nước, thì tổ mới lấy cái tích trượng của tổ ra phía sau á, và tổ chống cái gậy xuống, thì ở dưới đó một cái nguồn nước phúng lên. Và từ đó người ta gọi cái suối ở đó, vì nó có sẵn cái tên là Tàu Khê, cho nên Lục Tổ đã trụ ở đó và để giảng dạy ở đó. Và từ đó cái dòng thiền của Tổ Huệ Năng được gọi là dòng Tàu Khê, thiền Tàu Khê. Cho nên mình mới có cái bài Tàu Khê một dòng biết chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần. Tàu Khê là tên của một chữ khê là suối. Và xin thưa ngày nay vị nào đi hành hương về Quảng Châu, đi thêm khoảng 6 tiếng đường xe xuống Thiều Quan, sẽ gặp chùa, sẽ đến được chùa Bảo Hoa. Và đi phía sau ngôi chùa đó thì cái dòng nước đó tới ngày nay vẫn chảy cho tới bây giờ. Và thường người ta đến đó lễ tổ xong thì ai cũng ra phía sau đó để lấy tay rửa mặt ở trong cái dòng nước Tàu Khê đó. Thường nhà Phật gọi là chấn tích, tức là mình chống gậy mình tới đó, trụ cái tâm mình ở đó, trụ đời mình ở nơi đó, gọi là chấn tích. Mình trấn cái gậy xuống, tích là gậy. Và thường thường ngày xưa các tổ đi lên núi thường chống gậy, và khi muốn chọn đất nào rồi thì chống gậy xuống. Ngày nay chúng ta không chống gậy tại chưa đủ già, và chúng ta lấy một cái viên đá để làm cái nền tảng xây dựng. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đặt viên đá ở một ngôi chùa có cái tên là Tịnh Độ. Vậy thì chữ Tịnh Độ là gì? Thật ra chữ Tịnh Độ là mình nói gọn từ 4 chữ là quốc độ thanh tịnh. Hai chữ Tịnh Độ là rút gọn lại từ 4 chữ quốc độ thanh tịnh. Quốc độ là gì? Là cái nơi chốn. Tiếng Tàu viết là chữ thổ, nhưng người Việt đọc là chữ độ. Thí dụ như chúng ta đọc, đâu có ai đọc là thổ độ đâu, thổ địa. Nhưng mà khi chúng ta viết chữ Tịnh Độ, tức là tịnh thổ, người Hoa đọc là tịnh thổ, chúng ta phiên âm lại chữ thổ là độ. Độ là nơi chốn, là quốc độ. Như vậy thì theo cái nghĩa thường của Phật giáo á,
Tịnh độ là ở cái nơi chốn thanh tịnh, hay nói cách khác là muốn chỉ cho cõi Phật A Di Đà, hay là bất cứ một cõi nào mà của chư Phật ở, chỗ đó gọi là tịnh độ. Đó là một nghĩa, nhưng cái nghĩa rộng rãi, nơi nào có sự an tịnh, an vui, hòa hợp, nơi đó là tịnh độ. Như vậy chùa này là chùa tịnh độ, còn tất cả các chùa khác không phải tịnh độ sao? Tất cả các chùa khác cũng đều là tịnh độ hết. Và chùa này được gọi là tịnh độ. Như vậy thì không phải ngôi chùa này được clean up, dọn dẹp, được sạch sẽ gọi là tịnh độ, mà chính mỗi người trong đó cũng là mỗi thành viên bằng sống bằng cái thanh tịnh quốc độ nơi tâm của mình. Trong Kinh Di Đà nói, ở cõi Cực Lạc có một vị giáo chủ tên là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Có Quan Âm, Thế Chí phò tá cho Phật Di Đà, có chư thánh chúng. Và ở đặc biệt là cái cõi đó, đặc biệt là cái cõi đó là chim hót. Người ta nghe chim hót cũng ra bài pháp, gió reo cũng ra bài pháp. Và người ở quốc độ đó mỗi buổi sáng không làm gì hết, chỉ bước ra cửa là thấy hoa rơi từ trên trời xuống, rồi lấy cái giỏ hứng hoa, rồi đi mười phương quốc độ cúng dường. Cúng dường xong rồi trở về ăn cơm. Như vậy thì trong một gia đình của chúng ta, gia đình mình có phải là một tịnh độ không? Và mình có cần những vị giáo chủ ở trong gia đình đó không? Tức là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, và các con của mình chính là thánh chúng ở trong đó. Và cái cõi tịnh độ đó không phải chỉ có người không, mà vật cũng phải là tịnh độ. Nghĩa là cây mà gió mà reo, lá reo thì cũng hiện lên những bài pháp. Như vậy thì những cái gì ở trong đó muốn nói gì? Trong gia đình của mình không phải những con người tịnh độ không, mà ngay cả những vật ở trong đó, cái nào mình thấy nó cũng kỷ niệm hết. Thí dụ như hồi xưa mình với ba mình đi sắm một cái bức tranh, giờ mình treo vô đó, ba giờ mất rồi, tự nhiên mình đi ngang mình thấy bức tranh đó, khởi tâm bức tranh này là hồi đó mình đi với ba mình sắm nè. Mình với chồng mình đi mua một cái nồi cơm điện, bây giờ mỗi lần thấy nồi cơm điện là thấy kỷ niệm với chồng mình. Như vậy quý vị có để ý, có phải tất cả những vật trong nhà của mình đều có kỷ niệm hết không? Có khi mình tự đi mua, có khi mình đi mua với con, có khi mình đi mua với chồng, có khi mình đi mua với mẹ, có khi mình đi mua với cha. Và trong một ngôi chùa cũng vậy. Chùa Pháp Hòa bây giờ Pháp Hòa đi chỗ nào, gấp món gì, Pháp Hòa cũng nhớ cái kỷ niệm đó hết. Thí dụ như ở trên bàn tổ Trúc Lâm có cái bộ chuông mỏ. Bây giờ cái bộ chuông mỏ để ở bàn tổ đó, mà mỗi lần gặp cái bộ chuông mỏ đó là Pháp Hòa nhớ đây là bộ chuông mỏ đầu tiên nhất mà chùa Trúc Lâm kể từ khi thành lập có được bộ chuông mỏ này. Mà bây giờ chùa có to có lớn, có thỉnh bộ chuông mỏ lớn, thì bộ chuông mỏ đó vẫn giữ đó để làm cái kỷ niệm cái ngày đầu tiên chùa Trúc Lâm thành lập. Đó là mình nói một ví dụ thôi, còn chưa nói những cái món li ti lẳng tắng ở trong chùa. Pháp Hòa vẫn giữ đó, nhưng mà mỗi một lần mà gặp thì tự nhiên chúng ta có một bài, một kỷ niệm lại. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng trong quan niệm của Phật giáo, tịnh độ không có phải ở đâu xa, mà tịnh độ ngay trong cái gia đình của chúng ta. Cha mẹ, vợ chồng, con cái đều là những bậc thiện tri thức có mặt trong cái cõi đó. Có phải là mỗi ngày chúng ta gặp nhau, rồi ngày nào chúng ta cũng cúng cho nhau không? Gặp nhau là chào nè, hỏi thăm nè. Chứ vợ chồng mà gặp nhau từ sáng tới tối không nói một câu gì, cái này là tịnh độ im lặng. Mà tịnh độ là cõi đó có thể nói chuyện được, đi qua lại một cách dễ dàng. Sáng ra là xách giỏ đi làm, chiều về cái cõi tịnh độ của mình. Nhưng mà tịnh độ đó là một tịnh độ môi trường, mà mỗi người sống ở trong đó cũng đều là một người sống bằng cái cõi tịnh độ đó.
Cho nên khi nói tới tịnh độ thì chúng ta phải hiểu rằng tịnh độ là một nơi chốn an tịnh, mà không phải chỉ riêng một nơi nào, mà tất cả nơi chốn nhà cửa chúng ta ở là tịnh độ. Thậm chí tâm thức của chúng ta cũng phải là tịnh độ. Nếu như cái tâm thức của mình mà tịnh độ rồi thì mọi thứ xung quanh, cái nhìn, cái nói, cái cử chỉ cũng là tịnh độ. Ngày hôm bữa Pháp Hòa có gặp một anh Mỹ. Anh có hỏi Pháp Hòa một câu như thế này: Do you believe evil? Is there evil people? Thầy có tin rằng cái xấu ác và con người xấu ác không? Pháp Hòa nói có. Nhưng mà con người bị cái pháp xấu, chứ con người không có xấu. Cho nên nếu mà muốn, như khi mình sống trong cuộc sống chúng ta thấy ai mà xấu, xin phép đại chúng, nhiều khi mình tức, mình nói diệt nó đi. Nhưng mà thật sự con người bị ảnh hưởng cái pháp xấu. Thành nếu muốn diệt là diệt cái pháp xấu, chứ không phải diệt con người. Vì con người ảnh hưởng của cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ mình làm sao mình dạy cho con nít đừng chửi bậy. Chửi bậy là một pháp xấu. Mà hễ mà cái tiếng chửi bậy đó qua đứa nhỏ thì đứa nhỏ đã bị ảnh hưởng của cái chửi bậy, chứ còn nó đâu có biết chửi bậy. Nhưng mà cái câu chửi thề chửi bậy đó là ảnh hưởng đứa nhỏ. Như vậy câu chửi thề chửi bậy là pháp xấu, mà nó ảnh hưởng đến con người. Cho nên cái môi trường chúng ta sống rất là quan trọng. Cho nên thỉnh thoảng mình phải mở cửa sổ để cho ánh nắng vào, mở cửa sổ cho không khí trong lành nó vào. Và thậm chí mình phải mua thêm một cái máy lọc bụi để cho cái ngôi nhà mình, cái không khí nó được trong sạch. Nhưng mà chúng ta chưa hề đặt một cái máy nào để thanh lọc thanh lọc trong nội tâm hết. Cho nên nội tâm vẫn đục, nhưng mà mình hít thở bên ngoài, mình muốn một không khí trong lành, nhưng mà nội tâm chưa trong lành. Vậy thì cái chúng ta đang tu tập hay chúng ta đang hướng đến là làm sao cho nội tâm được thanh lọc. Mình thanh lọc từ cái nhìn, thanh lọc từ lời nói, thanh lọc từ cái cử chỉ của mình, thì tự nhiên quốc độ của mình thanh tịnh. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật á, kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức là mỗi khi cái tâm mình tịnh là cái cõi Phật tịnh. Dục tịnh kỳ quốc, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn tịnh độ, muốn tịnh độ cái quốc độ đó thì trước hết phải tịnh độ cái tâm mình. Phải làm cho cái tâm mình được tịnh độ. Cho nên cái người mà trong sáng, lời nói họ cũng trong sáng, cách hành xử trong sáng. Cho nên hôm nay chúng ta xây dựng ngôi chùa, đặc biệt chùa này tên là Tịnh Độ. Những Phật tử thuần thành của chùa này phải làm sao sống từ ngôn từ, từ cử chỉ, từ hành động, nó toát lên được cái bản chất của tịnh độ, thì cái ngôi chùa này nó mới mang đúng ý nghĩa của nó là tịnh độ. Ví dụ đi chùa tịnh độ mà mình đối xử với nhau không dễ thương, mình la người này, mình hét người kia, mình sắc xéo với người nọ, thì người ta nói rủ đi chùa, đi chùa nào, đi chùa tịnh độ, thôi thôi chùa đó tôi cũng đi đâu. Thì khi mình nghe nói như vậy thì mình phải biết rằng quốc độ của mình đang bị nhiễm ô. Chúng ta cần làm cái gì đó để thanh lọc. Cho nên trong một ngôi chùa, không phải chùa này không, bất cứ ở đâu cũng vậy thôi. Mà gia đình mình cũng vậy. Thí dụ mình cha mẹ mà mình sống làm sao mà đến khi mà nói đứa nhỏ đó con ai vậy, nói con ông bà nó, thôi sao đừng đụng nó. Cha mẹ nó dữ lắm. Tại mình biết là giáo chủ ở cõi đó không phải thuyết pháp, mà giáo chủ đó có ảnh hưởng đến cái nhiễm ô. Cho nên ngược lại với tịnh độ là gì? Là uế. Là uế độ. Mà quý vị thấy bây giờ miếng đất này, ngay miếng đất này, ngày hôm nay là miếng đất trống. Chúng ta muốn ngồi đây, chúng ta phải dựng một cái lều, trải những cái tấm bạc để chúng ta có chỗ chúng ta ngồi. Không có gì hết. Nhưng có thể một năm sau, hai năm sau, ở đây một đạo tràng được xây dựng.
Như vậy có phải từ một miếng đất trống hoang dã, nhưng với kiên trì, quyết chí, chúng ta có được một ngôi chùa? Cũng như thế thôi. Đại chúng nhớ là tịnh độ được xây dựng bằng cái uế độ. Một căn nhà cũ mục mình mua về, có phải là trong vòng 2 tháng, 3 tháng sau là tự nhiên căn nhà đó sạch sẽ không? Nó sạch sẽ là nhờ gì? Nhờ cái gì? Nhờ mọi người trong đó chịu khó dọn dẹp nó, lau chùi nó, sơn vết lại. Từ một căn nhà dơ bẩn, bây giờ nó trở thành một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp. Ở nơi chúng ta cũng vậy. Cái uế, cái tịnh nó không ngoài cái uế, cái sạch nó không ngoài cái dơ. Chẳng qua nó vẫn sạch, nhưng tại chúng ta làm nó bừa bãi thôi. Bây giờ dọn dẹp lại là nó gọn gàng, nó đâu vào đó. Bữa nay quý vị đi xung quanh đất chùa, có thể quý vị sẽ thấy chỗ này nồi, chỗ kia chảo, chỗ kia ghế, chỗ kia bàn, vì giờ nó đang bề bộn của một cái lễ. Rồi ngày mai này cả chùa xúm nhau dọn dẹp, chừng tuần lễ sau đâu vào đó hết. Bàn vô kho, ghế vô kho, khăn trải bàn được giặt xếp sạch sẽ, tượng Phật vân vân, tất cả đều ngăn nắp. Như vậy chỉ cần chúng ta có gia tâm dọn dẹp, chịu khó, thì chúng ta sẽ lập tức biến cái chỗ đó từ cái chỗ dơ bẩn bừa bãi thành một cái chỗ yên yên lắng sạch sẽ. Quốc độ chúng ta cũng thế, tu tập cũng như thế. Cho nên hôm nay chúng ta đi chùa đặt một giữ lễ đặt đá, mà nhiều khi đời mình giữ được một lễ thôi, hoặc là có khi mình chưa bao giờ giữ lễ đặt đá hết. Vậy thì xin thưa đại chúng rằng đặt đá lễ này, đây là tại chùa ở đây xây. Rồi tất cả quý vị chúng ta ngồi đây, ai mà không có một gia đình? Nhưng mà mình đã hỏi lại gia đình mình, mình đã đặt một viên đá chưa? Đặt là gì? Để vào đó. Mình đặt để vào đó một nền tảng, một ý chí mà nó vững chắc như viên đá này, để rồi từ đây nó xây dựng lên. Cũng như một vị thầy đặt đá, thí dụ như thầy Chiếu Biên, mấy năm nay về ở đây, thầy đã trấn tích về đây, trụ ở lại đây, và thầy quyết chí cùng với Phật tử làm một cái việc gì đó cho đạo tràng này. Cho nên cái ý chí này là cái tảng đá hôm nay đó. Rồi quý vị phải làm sao tảng đá này nó phải phát lớn lên, nó phải rộng rãi lên. Mà muốn được như vậy thì tất cả những dân chúng ở trong quốc độ này phải hợp tác với nhau, phải làm sao cho nó được hình thành cho tốt. Muốn như vậy, chúng ta phải có một cái ý nghĩa là chúng ta phải chịu khó học hỏi. Làm mà không học, học mà không hỏi thì không thể thành. Cho quý vị thấy ở trong các cơ quan không? Lâu lâu người ta phải gửi nhân viên đi training, đi update đi upgrade cái hiểu biết của mình về mỗi một bộ môn để trở về làm cho tốt hơn. Rồi quý vị lâu lâu phải đi gì? Có những cái hội chợ, có những cái hội thảo mà người ta có những cái buổi triển lãm về những cái sản phẩm mới nhất của cái ngành nghề của mình. Ví dụ như mình làm nhà, lâu lâu người ta có những cái show để người ta cho mình biết những sản phẩm mới. Phong Hòa đi dự, có một lần vô tình được đi dự một cái lễ triển lãm Phật giáo. Mà quý vị biết cái triển lãm đó mà không thiếu bất cứ một cái gì liên quan đến Phật giáo trong cái hội trường đó. Mà muốn đi giáp hết để mà tham quan phải 3 ngày, 3 ngày hoặc 5 ngày mới giáp hết cái hội trường đó. Nội cái nhang thôi là người ta một không biết bao nhiêu gian hàng nói về nhang. Rồi người ta mang những tượng đá, cổng tam quan, tất cả những sản phẩm từ bên ngoài lẫn bên trong, chưa nói đèn, chuông, mỏ, chuỗi, cái gì liên quan tới Phật giáo, người ta đều đem vào trong một cái triển lãm đó. Mà muốn đi coi, mà muốn đi thưởng thức, đi nghĩa là chụp hình, đi thưởng thức, đi hỏi giá, đi vân vân, phải 5 ngày trong cái hội trường đó. Mà một năm người ta làm 2 lần vậy đó. Có những công ty làm tượng Phật, họ chở những cái tượng Phật đặc biệt của họ đến, họ triển lãm trong cái chỗ đó. Để người ta, tại vì nhân cái cơ hội đó rất nhiều chùa
rất nhiều người đến đó xem cái sản phẩm và người ta có thể đặt sản phẩm đó. Thì chúng ta cũng vậy, mình muốn có được một cái ngôi nhà hạnh phúc, chúng ta phải chịu khó học hỏi. Mình đừng có cố chấp. Tôi cha nó cần gì phải học, mình là ba nó, mình có thể sanh nó, nhưng mà có thế gian này có nhiều thứ mình chưa biết. Mà mình chưa biết thì mình chưa đi theo kịp nó, mà không đi theo kịp nó độ nó không được. Mình phải biết nó làm sao mình mới độ nó được. Cho nên nhiều khi cha mẹ mà ở đây á, cách đây có những cặp vợ chồng, người ta sống khoảng cách rất là xa, tại vì người ta theo cái kiểu là chồng nói vợ phải nghe, và nói theo cái từ ngày xưa là chồng chúa vợ tôi. Thì quý vị biết, có một người vợ nói: anh, mình ngoài làm vợ chồng ra, có thể là mình làm bạn với nhau được không? Làm bạn để làm gì? Để có thể chia sẻ. Cũng giống như ngày nay mà thầy với trò cũng có thể là bạn. Tại vì nếu mà thầy trò mà không nói với nhau được, gặp nhau chỉ biết run rẩy bưng ly trà lên rồi run rẩy bưng xuống đó, thì thầy mãi mãi ở trong phòng, thầy kêu mới dám vô, còn không kêu không dám vô, và gặp thầy không dám nói gì hết. Tại vì thầy trò có một khoảng cách quá xa. Cho nên chúng ta làm sao giữa thầy trò như một người bạn có thể chia sẻ được. Tại vì thầy cũng một con người thôi, thỉnh thoảng thầy cũng cần một người bạn để chia sẻ những nỗi niềm của mình, để trải lòng. Cho nên người đệ tử có thể trải lòng với thầy mình và không có ngại ngùng gì hết. Tại vì thầy mình chỉ có thương mình chứ không có ghét. Thầy mình sẽ lắng nghe mình, hiểu mình và tìm cách trợ duyên cho mình trên bước đường tu học. Thậm chí mình có những cái khó khăn gì trong đời sống tu tập của mình, từ tâm lý, sinh lý, mình vẫn có thể nói với thầy. Tại vì thầy là người đi trước mình, có thể có những kinh nghiệm và có thể chia sẻ với mình. Thành ra mình làm sao giữa mình. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Di Đà đó, khi nói đến Phật Di Đà thì mình tưởng tượng hình ảnh của Ngài ra sao? Ngài đưa cái tay đi đâu? Duỗi cánh tay xuống. Vậy thì Phật Di Đà duỗi cánh tay xuống nó để làm gì? Thường thường chúng ta để làm gì? Tiếp dẫn phải không? Phải tiếp dẫn không? Nhưng mà cánh tay đó đưa xuống để làm gì? Để có sự truyền thông giữa mình với Phật. Cho nên nó tất cả các Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật Di Đà, khi mà các vị tạo hình tượng của Ngài là các vị đưa cái cánh tay xuống để Đức Phật với mình là một sự tiếp nối. Mình là tiếp nối của Phật và Phật trao truyền xuống cho mình. Nhưng mà nhiều khi Phật muốn dẫn dắt mình mà mình không hề đưa tay cho Phật cũng đâu dẫn dắt được. Cho nên phải có một cái training. Mà trong kinh Phật dạy á, người nào muốn chói sáng người đó phải chịu học. Không học là không chói sáng. Tại vì không học là không biết, mà không biết thì không thể chói sáng ở trong đại chúng được. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, người nào muốn chói sáng người đó phải chịu học. Vì có học thì người đó mới chói sáng ở trong chúng. Ở đây không phải là mình muốn show off, mình muốn khoe khoang, nhưng mà mình muốn là một cái người giỏi trong chúng thì chúng ta phải học. Vì trong đại chúng sẽ có những người kỳ đặc. Hồi nãy khi mà ngồi ăn trưa thì ở trên này quý thầy ngồi gần với hòa thượng chứng minh, thì trong khi trao đổi một vài câu chuyện đời sống thì hòa thượng dạy một câu. Hòa thượng nói trong bất cứ thời đại nào, dù có nhiễu nhương, có khó khăn, thì ở trong cõi này vẫn có những bậc thánh nhân, những bậc kỳ xuất đặc biệt có mặt trong cuộc đời này. Nhưng mà người ta ẩn, mình không biết thôi. Và đến khi nào đó người ta sẽ có mặt. Cho nên trong con cái mình đó, nhiều đứa nó ẩn tài đó mà mình không thấy đó. Hoặc là tài của nó mình thấy mình không có chịu khai thác làm cho nó phát triển. Cho nên tối nay nè, tối nay sẽ có lễ thắp đèn. Thắp đèn là gì? Bật sáng một ngọn đèn của chính mình và lấy ngọn đèn đó sáng cho người. Và khi chúng ta cầm hai ngọn đèn, chúng ta soi cho nhau.
Cho nên ở trong chúng mình thấy ai giỏi, mình phải khơi cái nguồn giỏi của người đó để mình có nhân sự, để mình có công, mình được thành tựu được nhiều hơn trong đạo tràng của mình. Ai biết cắt cỏ nhờ cắt cỏ, ai biết rửa chén mình nhờ rửa chén, cái gì mình cũng thầu hết thì mình làm sao nói. Cho nên nếu trong chúng ai có những khả năng gì, mình phải bật sáng cái khả năng đó lên. Cho nên tối nay lễ thắp đèn là vậy đó, tự mình cũng phải soi sáng mình và mình phải bật sáng cho người khác. Cho nên trong nhà Phật hay có cái lễ thắp đèn, trao cái ngọn đèn đó xuống, gọi là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng tức là mồi đèn, tục diệm là tiếp cho ngọn lửa, làm cho cái đèn, cho ngọn lửa đó mãi mãi không tắt. Và quý vị thấy hồi sáng có những cái lời nói trong cái buổi lễ rất cảm động. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, có thịnh có suy, nơi nào có Phật tử, Việt Nam nơi đó có ngôi chùa, lớn nhỏ gì cũng có một ngôi chùa. Và hãy ngôi, dù cho ngôi chùa đó như thế nào đi nữa, thịnh suy như thế nào, đâu đó vẫn còn những người trung kiên với ngôi chùa đó. Cho nên đâu bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn còn những người trung kiên với đạo, trung kiên với Phật pháp. Như vậy chữ đạo ở đây, như lời Hòa Thượng dạy, không phải là một tôn giáo, mà là gì? Chánh pháp là chân lý. Bất cứ ở nơi nào chân lý còn thì nơi đó sẽ được sáng soi. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta cũng có một ngọn đèn chân lý của chính mình, và ráng làm sao đặt cái nền tảng đó, xây dựng được cái nền tảng đó, và phải tác động tâm mình, nó phải khởi phát. Cho là động thổ. Động thổ là mình lấy cái cây sẻng, mình chạm vào đất, mình xúc đất lên. Ground breaking. Vậy thì mỗi người chúng ta sống mà tâm không bao giờ biết rung chuyển trước những khổ đau của người khác, dù là người thân mình, mình cũng thờ ơ mặc kệ. Hỏi sao vậy? Nói tôi lúc này tu rồi. Tu là sao? Không màng tới ai nữa hết. Cái này là tu trật nha. Tu mà biến mình thành nó lạnh lùng, không biết ngó ngàng tới người thân. Các con giờ không, nó muốn ăn gì nó ăn, con ăn gì ăn đi, con má bận tụng kinh. Cái này là mình không biết tu đó. Cho nên làm sao mình thấy được cái khó của người khác mà tâm mình tác động. Cái tác động không phải là mình bị người ta lôi cuốn, nhưng mình có sự chuyển động của tâm để cái lòng từ bi của mình nó có mặt. Như hồi sáng lời dạy của Hòa Thượng chứng minh, nếu trong cuộc đời này chúng ta làm bất cứ việc gì mà không có lòng từ bi, chúng ta làm không có trọn vẹn. Hồi sáng này có hai em, một người David, người gì Pháp Hòa quên rồi, nhưng mà không phải người Việt, đám cưới với một cô Việt Nam đó. Là hai em nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó xin thầy có lời chúc phúc. Thì Pháp Hòa mới nói với hai em: thầy biết rằng hai em đã thương nhau rồi, nhưng mà để cho tình thương này được kéo dài mà đẹp nữa, kéo dài mà phải đẹp nữa nha. Trời ơi, có những cuộc tình nó kéo dài tới 60 năm mà đau khổ đó. Thật hình như có những cuộc tình kéo rất dài nhưng mà nó không có đẹp, nó không có hạnh phúc gì hết á. Chẳng qua là mặt mũi, chẳng qua là sợ con cái nó bơ vơ thế này thế kia, rồi chúng ta ráng gượng gồng mà sống với cái người đó, chứ còn hạnh phúc không có. Thành nữ đó là cái gì? Đó là chịu khổ trong một cảnh địa ngục. Thành nữ mình nếu như hôm nay mà chúng mình biết đi chùa tịnh độ rồi á, làm lễ đặt đá và động thổ rồi, và nhờ thầy động vô tâm mình cái nữa, mình về mình xây lại trái tim của mình, mình hỏi rằng xưa giờ mình có sống bằng trái tim mùa đông không? Hồi xưa giờ mình có hát cái bài mà nếu anh nói anh đã yêu em thì thật ra anh đang dối lòng. Thành nữa ra mình ráng làm sao cho cái người đó sống với mình được dài hạn. Người đó đã đi với mình được một khoảng đường dài nhưng ngó lại. Ở đây không biết quý vị có bao giờ mình đi chung với một cái người nào đó, tự nhiên mình đi hồi cái mình thấy mình lân tân ở mình ở đằng trước á, có không? Ủa, nó đâu rồi ta? Ngó lại.
Tại nữ Bác Hoài mới nhắc hoài đó. Nếu muốn đi đến, nếu mình muốn đi nhanh thì đi một mình. Nếu mình muốn đi đến chỗ, đi cả hai. Tại vì trong số hai người sẽ có một người chậm hơn mình. Nhưng mà mình đã biết đi nhanh thì đâu có ngại gì lui lại để đi cùng. Thành thử lâu lâu á, quý vị biết không, trong kinh kể là Đức Phật đi với Ngạ Nan á, thỉnh thoảng đi xuống New Orleans sẽ đi đâu vậy đó. Hay là đi xuống Houston, lâu lâu Đức Phật nhìn lại Ngạ Nan, Đức Phật hỏi thầy A Nan, thành phố này có đẹp không? Để làm chi vậy? Để gọi người đó trở về. Và để như thế nào? Để chúng ta quan tâm nhau. Thành thử chúng ta sống với nhau, chúng ta đi chung một con đường, mà đôi khi chúng ta chỉ đi trước mà chúng ta quên quay lại. Và ai đó thỉnh thoảng điên đoạn rồi quay lại thấy người của mình, người thân của mình tuốt ở làm sao ấy, cái bắt đầu mình kiếm chỗ mình ngồi, hỏi làm gì đó, mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và từ đó mình mới thấy rằng mình đi làm chi một mình, rồi cuối cùng phải ngồi chờ người đó. Và quý vị biết không, mình đi mình là khỏe, cái người đi làm sao ta tủi thân lắm. Và lúc đó người ta hát không có lên lời, mà suốt vậy mấy mươi năm trời. Cho nên mình sống với nhau, đi với nhau một khoảng đường dài, thì chúng ta hãy nên nhìn lại mình và người đó đi một khoảng dài đến đây, và đã đi như thế nào. Đã đi một mình, đi trong đơn độc, hay đi trong vui vẻ, đi trong bình an. Thầy nói nhiều khi sống với nhau mà không có thoải mái để bày tỏ, mà phải nhìn sắc mặt nhau để sống, khổ lắm. Phải nhìn sắc mặt nhau để sống là một cái niềm đau nỗi khổ, và đó là một cái cảnh của địa ngục. Cho nên Diêm Vương mà quỷ sứ tội nhân mà muốn vô thưa gì phải nhìn mặt Diêm Vương. Nếu mà bữa nào cũng vui vui mới dạ bẩm Diêm Vương. Có một cái con dê kia nó bị người ta giết, nó xuống nó trình Diêm Vương, nó nói dạ thưa ngài, con khổ lắm vì loài người giết con. Ông mới hỏi giết sao? Dạ họ cắt cổ con, họ làm này rồi họ ướp gia vị vô, rồi xong rồi họ đem lên lò họ nướng rồi đủ thứ, rồi nó bốc mùi, rồi ngồi xé. Diêm Vương đập bàn cái bóp, im đừng có kể, ta thèm. Sắc diện. Thì thưa đại chúng, là nhiều khi mình sống trong một căn nhà được mệnh danh là một căn nhà hạnh phúc, và chúng ta có những bài hát rất là lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình sắm nhà lầu. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình sắm xe hơi. Lâu lâu mình sắm này, lâu lâu mình sắm kia. Nhưng mà từ từ rồi, từ ngày cái đó nó vô cái mình bán từ từ. Vậy cho nên mình sống với nhau, mình được gọi là xây dựng một căn nhà. Trong cái tuần lễ này, hôm qua Pháp Hòa làm lễ đám cưới cho một cặp trẻ ở tại Alabama, và sáng hôm nay Pháp Hòa lên đây cũng hai em trẻ. Tuần hai ngày Pháp Hòa có hai cặp trẻ làm đám cưới, và Pháp Hòa đều nhắc các em như vậy. Đây là bữa nay hai con mới bắt đầu một cuộc hành trình, và lúc mới cưới nhau nắm tay nhau nhìn nhau. Ngày hôm qua Pháp Hòa không có, thường thường mấy thầy hay nói con hãy nói theo thầy, thì mình sẽ nói anh xin nhận em làm vợ chính thức của anh. Rốt cuộc mình nói không à? Hôm qua nó nói bữa nay thầy không nói, con phải là người nói. Thì đứa vợ nó nói xong nhìn mình, nó đừng nhìn thầy. Em xin nhận anh làm chồng mà nhìn mình. Là mình bắt cỡ không chứ. Ông Hoàng mới ra dấu nó nhìn người kia. Mình nói với người đó, mình hãy nhìn người đó. Tiếng Mỹ gọi là eye contact. Có nhiều khi mình sống một chập rồi á, mình chỉ muốn nói chuyện mà không muốn nhìn. Thậm chí nói mặt mũi mình nhìn chỗ khác. Thành thử một cái tịnh độ này bây giờ bắt đầu nó méo mó.
và bắt đầu chữ đổ nó thành ra chữ đổ. Đổ mà đổ lửa. Thành thử thưa đại chúng, khi chúng ta nói tới danh từ tịnh độ thì chúng ta đừng nghĩ rằng nó ở một cõi phương trời nào xa xôi, mà nó ngay trong cái dưới chân chỗ mà chúng ta đang sống. Cho nên có cái bài hát đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Có ai nhớ bài đó không? Đây là tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Và bây giờ mình hay hát cái câu cuối là tâm không ràng buộc đi chơi suốt ngày. Tâm không ràng buộc đi chơi suốt ngày. Vậy bây giờ trong lòng mình có tịnh độ, và từ cái tịnh độ nhỏ này nó sẽ cùng đóng góp có một tịnh độ lớn. Tại vì mỗi người là một quốc độ, mỗi người là một tịnh độ. Cho nên trong ngõ ngách của tâm, mình suy nghĩ cái gì chính mình biết. Mình tốt, mình xấu, mình hay, mình dở, mình tham, mình sân, như thế nào mình tự biết lấy. Và mình làm sao thanh lọc những cái bụi bặm đó, để rồi chúng ta thả ra trong một cái bầu không khí trong nhà của mình một cái thanh khí, để cho người ta hít thở được dễ dàng. Đi tới đâu mà mình bước vô mình thấy cái chỗ đó, sao người với người hình như họ nhìn nhau, họ nói chuyện với nhau, mình thấy ngọt ngạt lắm. Mình thấy ngọt ngạt lắm. Và thậm chí lỡ mua vé lâu quá rồi, chứ nếu được đổi ngày mình cũng về sớm nữa. Tại mà ở đây chắc mình đứt thở mình chết, tại mình đi đâu cũng không dám làm gì, mình không thoải mái. Mặc dù được lúc đi mình đã chuẩn bị tinh thần rất thoải mái, nhưng khi mình tới chỗ đó thì mình không cảm thấy thoải mái. Cho nên mình cố gắng mình làm sao mình từ thanh lọc, từ cái cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Và mỗi người chúng ta tự thanh lọc lấy mình để có một gia đình trong sạch. Và chính con của mình, cái đi của ba, cái nói của mẹ, cái dọn cơm dọn chén của ba, của mẹ, của gia đình, đều là những cái hạnh phúc của con. Cho nên thưa đại chúng, cách đây mấy ngày Pháp Hòa có nói chuyện với một cặp vợ chồng người ngoại quốc. Thì khi họ đến nói chuyện thì Pháp Hòa có chia sẻ với họ, đạo Phật không phải là bỏ bên này đi bên này. Và quý vị đừng làm sao mà để cho con mình nó thấy có hai thái cực. Ví dụ vậy nè, khi mà cha mẹ muốn dạy con thì cha mẹ nên ngồi lại và bàn với nhau. Để làm gì? Để khi con nó đến với ba, nó cũng nghe cùng một câu chuyện, câu trả lời đúng như vậy. Khi nó đến với mẹ, nó cũng nghe như vậy. Mà nếu chúng ta không khéo á, chúng ta giải quyết bằng cách là mẹ giải quyết hết, thì đứa con nó sẽ trong đầu nó muốn cái gì, nó đi tới ai? Nó đi tới người mẹ. Như vậy chúng ta đã làm cho cái gia đình chúng ta bị lệch. Là trong đầu óc của đứa con mình nó chỉ biết mẹ mà nó không biết cha, vì cái cách sắp xếp của chúng ta. Và ngược lại, nếu mà chúng ta làm sao đó mà để cuối cùng đứa con nó chỉ nghĩ muốn cái gì là tới ba là được, cũng không nên. Như vậy trong khi sống chung, chúng ta phải làm sao bồi đắp cả hai. Đây là tinh thần trung đạo mà nhà Phật muốn nói, chứ không phải là mình bỏ bên này đi bên này. Vậy thì cái dấu chấm mà Đức Phật chấm ngay đây nè, là biểu tượng của tinh thần trung đạo. Biểu trung đạo nghĩa là làm sao trong ba có mẹ, trong mẹ cũng có ba, và làm sao đứa con đó, trong đứa con có cha mẹ. Cho nên quý vị phải đọc cái bài đó: con có cha trong con có mẹ trong con, nhìn mẹ cha con thấy cha mẹ có trong con.
một cái bài tụng rất đơn giản thôi. Làm sao đứa nhỏ nó tuyên bố được con có cha trong con có mẹ trong con, nhìn mẹ cha con thấy cha mẹ có trong con. Nếu như hai vợ chồng chia tay và có trường hợp là con nó sẽ ở với mỗi người vài ngày, thì quý vị sẽ thấy cái lệch lạc của hai cái tư tưởng dạy con. Và từ đó trong lòng một, tại vì có một người trong đó sẽ muốn lấy lòng đứa con và sẽ chiều đứa con bằng đủ cách. Nó muốn cái gì nó có cái nấy. Một người khác có tinh thần đạo đức hơn. Nói như vậy không phải người kia không có tinh thần đạo đức, nhưng vì muốn đứa con phải đứng về phía mình, cho nên đã chiều đứa con vô tội vạ. Và người mẹ thì khác. Không, mẹ phải dạy cho con biết tri túc, biết sống. Cho nên khó khăn với nó một chút. Cho nên những ngày nó sống với mẹ, nó cảm thấy nó ngợp lắm. Tại vì nó phải theo cái cách của mẹ là ăn xong phải dọn chén, xài phone phải đúng giờ, phải đi học chơi game, không được chơi game, vân vân. Nhưng khi nó về cha là nó xả láng. Nó về cha nó 3 ngày cuối tuần là sáng tối 3 ngày cuối tuần, tới thậm chí lên xe chở về cho mẹ nó vẫn cầm cái phone cho tới hết giờ. Như vậy thì nó sống với mẹ, nhưng nó chỉ trong thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật để nó về cái tịnh độ của nó thôi. Còn nó ở 5 ngày với người mẹ, nó cảm thấy đây không phải là tịnh độ, mà nó cảm thấy đây là một cái cực hình. Như vậy trong cái vô tình đó, cha mẹ đã tạo trong người của một đứa con một cái lối sống không có chừng mực, và trong lòng của nó sẽ có nhiều cái vết nước. Tự nhiên một đứa nhỏ nó lớn lên và nó bị tác động về cái cách sống, cách dạy đó. Cho nên quý vị thường nói trung đạo là không phải là nhịn ăn, cũng không phải ăn quá no, mà hễ đói thì ăn, ăn vừa chừng, hễ khát nước thì uống, uống vừa đủ. Quý vị để ý, nếu chúng ta để chúng ta quá khát, quá đói, mà hễ quá đói thì chúng ta có khuynh hướng ăn sao? Ăn ngốn nghiến. Mà quá đói là bắt đầu chúng ta quơ. Như nãy ví dụ xếp hàng mà lỡ quá đói đó, lấy quá trời quá đất luôn, lát ăn chừng nửa dĩa là ngồi thở. Có ai ăn giùm không? Thường thường con mắt của mình đó, nó to hơn cái bụng của mình, và con mắt của mình nó tưởng nhiều hơn cái bụng của mình. Cho nên trong con mắt này nó có cái thức của con mắt, nó nhận thức. Nhiều khi nó nhìn cái đó, nó thấy nó tưởng ngon, nó nhận thức cái món đó là tàu hũ sốt cà, và nó nhận thức rằng đây là món nó thích, cho nên nó lấy rất là nhiều. Do cái nhận thức cộng thêm do cái tưởng, bắt đầu tham nó khởi lên. Và tham nó khởi lên, nó lấy thật nhiều, bắt đầu nó về nó ăn, nó nhả không kịp, nó nói trời ơi mặn quá, chua quá, ngọt quá, vân vân, bắt đầu nó phung phí. Và không bao giờ thấy cái đó để chấn chỉnh cách sống đó. Vâng, một ngày, hai ngày, nhiều ngày, chúng ta thành một thói quen, nhà Phật gọi là nghiệp. Thành một thói quen sống là cứ lấy mà không bao giờ lấy bởi cái nhận, cái tưởng, cái thức, rồi cái tham. Mà hễ tham tâm á, thì nó phải khởi ra hành động. Rồi cộng thêm cái duyên nữa là quá trời nhiều, không lấy lát hết. Thành nữa ra Đức Phật mới dạy đó là nó có sự phối hợp. Cái nhân tham, cái duyên tham và cách thức tham và cái căn bản tham. Cái nhân tham là mình, cái duyên tham là đồ quá nhiều, cách thức tham là múc vô. Và nó phối hợp cả cái nhận thức, đây là món tôi thích, cộng thêm cái tưởng tượng chắc là ngon dữ dội, cộng thêm cái bụng đang đói. Cho nên rốt cuộc rồi, con mắt, cái tai, cái tưởng, cái nhận thức toàn là sống bằng cái gì? Bằng cái phóng túng, cái buông lung. Vậy thì tu tập theo Phật giáo là gì? Làm sao đưa các cái đó nó được thanh lọc để nó trở về một cõi tịnh độ của nó. Mà muốn như vậy, chúng ta phải đặt cho mình một cái nền tảng tu tập. Con quyết chí sửa đổi việc này. Quý vị muốn bỏ thuốc không? Tôi quyết chí đặt một viên đá, đặt một nền tảng bỏ thuốc. Vì bây giờ tôi biết thương lá phổi của tôi. Phải có một cái điểm để cho mình quyết tâm bỏ thuốc là vì mình biết thương lá phổi của mình.
Ở đây có ai hát cái bài mà mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật im, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi phải sống, vì con tôi cần tôi, vì chồng tôi cần tôi, vì vợ tôi cần tôi. Vì đất nước này không phải là một cái đất ngoài đất nước, là đất nước này chính là chỉ cho những người thân và cái môi trường sống của chúng ta. Vì đất nước này cần một trái tim, một trái tim khỏe mạnh, một trái tim biết rúng động trước cái khổ của người thân, một trái tim biết rúng động khi nó nhìn cái khó khăn của người thân mình. Vì vậy cho nên hôm nay trong buổi lễ đặt đá, động thổ, xây chùa, mà đặc biệt là chùa Tịnh Độ, thì Pháp Hòa muốn hướng tâm đến đại chúng rằng Tịnh Độ không phải ở một chỗ này, mà tất cả nơi gia đình chúng ta đang sống là một Tịnh Độ. Chúng ta là một vị giáo chủ ở cõi đó, phải thiết lập Tịnh Độ, phải xây dựng Tịnh Độ, mà Tịnh Độ đó được thanh lọc bằng những cái uế của chúng ta. Quý vị biết có những ngôi chùa được xây bằng vỏ ốc, được xây bằng những miếng chai mà đi lượm ngoài đường, tô chén người ta bỏ, ta vứt lượm hết về để xây dựng. Ở bên Đài Loan á, có ni sư Chứng Nghiêm, và ni sư á, là làm từ thiện một cách nghĩa là nổi tiếng ở Đài Loan. Bây giờ ni sư có nhà thương riêng của Phật giáo, có trường học đại học, mà xây dựng, mà ni chúng của ni sư ở trong chùa đó là tự mình phải làm những cái vật thập phẩm vật để bán để nuôi chúng, chứ không có nhận tiền từ thiện để mà nuôi chúng, nuôi chùa. Và ni sư khuyến khích Phật tử của ni sư khắp nơi trên đất nước Đài Loan đi lượm những cái miếng chai mà người ta uống, người ta vứt ở thùng rác ở ngoài sân á, lượm về hết rồi nấu lại, recycle thành ra những cái lucky charm, những cái túi, những cái món quà nhỏ nhỏ để treo xe, để treo bóp bằng những miếng miếng chai mà người ta đã vứt ở bên đường. Nói lên ý nghĩa gì? Cái mà người ta vứt ra ngoài, cái đó nó rất có thể nguy hiểm đến cái sự gọi là thân thể của người khác. Tại miếng chai là có thể người ta bị đứt tay, người ta đạp trúng, vân vân. Gom hết tất cả những cái đó lại, với cái tâm từ bi, với cái trí tuệ, chúng ta biến hết tất cả những rác rưới mà làm hại chúng sanh đó trở thành ra những món quà nhỏ nhỏ, để rồi chúng ta thấy rằng hạnh phúc nhiều khi nó đơn giản lắm. Chỉ cần chúng ta biết thu nhặt, lượm lặt những cái chúng ta làm vung vẩy rơi rớt đó, nó sẽ trở nên một món quà quý báu. Nhiều khi chúng ta trong gia đình chúng ta sơ ý, làm rơi rãi những lời nói, những hành động, những cử chỉ, làm khổ, làm đứt tai người kia, làm thốn tim người nọ, mà chúng ta chưa bao giờ biết gom nó lại để chúng ta biến nó thành những cái món quà. Thật ra khổ đau từ hạnh phúc. Nếu không có khổ đau, mình không có học được cái bài học của hạnh phúc. Cho nên ni sư khuyến khích, mà quý vị biết ni sư có hơn 10.000 người đệ tử mà đi làm từ thiện khắp nơi trên thế giới. Ngày nay mà nói đến hội từ tế là hầu như tất cả những thành phố lớn của nước Mỹ hay các quốc gia đều có hội từ tế này. Mà ni sư là một người ni của Phật giáo mà điều hành được trường học, nhà thương, các bác sĩ cũng như các công tác từ thiện khắp nơi trên thế giới. Nơi nào có thiên tai, động đất, lũ lụt, không bao giờ ni sư nghe xong rồi chở đồ tới cho hết. Ni sư gửi người tới trước, gửi tới đó kiểm tra coi cái thiệt hại chỗ đó là như thế nào, và người dân ở đó họ thật sự đang cần cái gì, bắt đầu về mới đưa tới. Chứ không phải là nghe người ta vậy rồi chở hằng hà sa số tới, rốt cuộc có những món người ta không dùng được. Quý vị đã từng nghe nói là có những lúc mà phong trào chỗ nào lũ lụt là đem bánh tét tới cho, chùa nào cũng gói rối riết ăn bánh tét, muốn tét cái đầu luôn. Rồi rốt cuộc thấy bánh tét trôi nổi đầy hết trơn, tại vì quá thừa thải, vì chúng ta không quán chiếu. Cứ từ thiện mà thiếu cái
suy nghĩ người ta đang cần cái gì. Và chúng ta biết dung hòa, người này cho cái này, mình cho cái khác. Nhiều khi Pháp Hòa nói đùa này đùa thôi. Bữa nào Pháp Hòa mấy thầy nói trời ơi, thầy ơi bữa nay trên chánh điện, từ chánh điện xuống tới nhà tổ xoài quá trời xoài luôn, mà đã dậy là ngoài chợ bữa nay xèo. Thường thường ngoài chợ mà xèo gì là trong chùa đầy dậy món đó. Tức là đây mình nói chơi thôi. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng á, cái vấn đề tu tập á, nó không phải là cái chuyện xa vời gì đâu. Mà tịnh độ không phải là những cái từ ngữ trong kinh mà mình với không tới. Mà nếu chúng ta biết gom gáy lại, rác nó cũng thành ra phân bón. Những cái hư đốn, những cái dở đó, nó đều là những cái mà chúng ta có thể gạn lọc được. Có những bữa ăn đó, mình mở tủ lạnh ra thứ một chút vậy đó, quý vị gom lại quý làm thành một nồi xà bần. Người Huế kêu là hổ lốn. Rồi thì nhưng mà món đó ngon nhất nha. Đầy đủ các hương vị trong đó và không phí món nào. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời để chia sẻ với đại chúng. Mong đại chúng ai cũng sẽ đặt cho mình một nền tảng xây dựng hạnh phúc từ cái trái tim của mình. Và làm sao chúng ta nhìn, nghe, nói tất cả đều tuôn ra từ những cái tấm lòng từ bi và tịnh độ của mình. Làm sao ánh mắt mình người ta nhìn vô tay cũng thấy được tịnh độ. Nụ cười của mình người ta vẫn thấy được tịnh độ. Mà ta gần tới mình người ta thấy cả một bầu trời tịnh độ. Cho nên họ không có cần phải cầu nguyện vãng sanh gì. Đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây. Chỉ cần mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay, và người ta sẽ phát hiện ra rằng Phật là gì? Phật là những chiếc lá chín nó rơi xuống. Pháp là gì? Pháp là những lạng mây ở trên trời. Mây bay vẫn thấy Pháp, lá rơi vẫn thấy Phật. Chứ không phải Phật ở trong chùa cái tượng đó. Phật là lá chín, Pháp là mây bay. Tăng là gì? Tăng thân khắp chốn. Vì sao nữa? An vui nơi này. Suốt 14 ngày qua Pháp Hòa ở 7 tiểu bang, coi như một ngày nào cũng hai thời. Một thời 2 tiếng cộng 3 tiếng chụp hình. Bạn ngày đi làm ở gì? Bạn một ngày đi làm mà không bao giờ biết lương mình nhiêu. Tăng thân khắp chốn. Tại vì sự có mặt của đại chúng là nuôi dưỡng. Hôm nay quý vị đi thật đông, nuôi dưỡng thầy trụ trì, nuôi dưỡng ban tổ chức. Rồi mai này quý vị, hôm nay quý vị là khơi và có ý thức về sự xây dựng của nơi này. Không phải chỉ cần hôm nay mà cần sự đóng góp gia tâm dài hạn, chứ không phải chỉ một ngày một bữa. Tịnh độ của gia đình mình cũng vậy, không phải chỉ ào ào rần rần tới với nhau, mà phải làm sao xây dựng tịnh độ này dài hạn ra. Đừng để cái kiểu là sống mấy chục năm nhưng mà sống trong khổ đau, đi với người đó suốt bao nhiêu năm trời chưa có một ngày hạnh phúc. Cho nên họ chỉ được cái mệnh danh là gì? Sống lâu nhưng mà không có chất lượng. Nhiều khi một cái món hàng đó nó chỉ được gọi là đồ cổ, tại vì nó được mấy chục năm. Nhưng mà hỏi giá trị của nó gọi là vô giá. Hỏi tại sao vô giá? Biết giá gì đâu kêu. Mua kiểu nào cũng bị lỗ hết. Thôi để nó thành đồ cổ muôn đời. Chúc đại chúng an lạc. Bây giờ trong khi Pháp Hòa sắp xếp câu hỏi, thầy Chân Tạng lên đây con. Con có bài gì cúng dường đại chúng không? Mời con lên đây. Đây là thầy Chân Tạng, một trong các thầy đệ tử bên chùa. Kỳ này đi với Pháp Hòa để phụ Pháp Hòa Phật sự. Dạ kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, trước hết chúng con xin niệm ơn quý ngài đã tạo duyên cho chúng con trưa hôm nay, cũng như là hộ niệm cho chúng con. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023, đúng ngay ngày rằm tháng 9 năm Quý Mão,
đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Tịnh Độ thuộc thành phố Lafayette, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, nhân dịp chùa làm lễ đặt đá xây dựng chánh điện cũng như là kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Và trưa hôm nay đại chúng có khỏe không? Quý vị dùng cơm hết chưa? Thưa đại chúng, Pháp Hòa xin sám hối là Pháp Hòa ngồi dưới này. Là hồi nãy quý thầy sắp cho Pháp Hòa ngồi trên kia, nhưng Pháp Hòa không dám vì ngồi xa đại chúng quá. Cho nên là Pháp Hòa nói thôi, tự Pháp Hòa đề nghị trước, Pháp Hòa biết là thế nào cũng sắp trên đó. Cho nên Pháp Hòa nói một lát nữa xin quý thầy xếp lại cái bàn cho dưới này, để ngồi quá cao té nó đau. Xin được sám hối đại chúng. Vì hồi nãy có một vị hội trưởng của Phật tử đây đó lên nói xin thầy lên lại chỗ cũ để cho ở dưới được thấy. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình xin phép mình ngồi dưới này, nhưng mà có thể mình đứng nói chuyện cũng được. Và quý vị muốn mà đứng hay ngồi? Cảm ơn. Miệng muốn vậy chứ cũng khấn lắm á. Thôi kệ cho ngồi đi, lát đứng chụp hình chứ. Thưa đại chúng, mà khi mà chúng ta nói đến chữ Tịnh Độ, và hôm nay có một cái lễ đặc biệt, đó là lễ chúng ta đặt đá để xây chùa. Thường thường khi chúng ta muốn làm một cái việc gì quan trọng như là xây chùa, xây một công trình gì đó lớn lao, thì chúng ta thường có một cái lễ đặt đá hay là lễ động thổ. Có nhiều khi người ta kết hợp hai lễ thành một, tức là đặt viên đá để xây dựng và động thổ. Như vậy hôm nay Pháp Hòa xin thưa một cái ý nhỏ, để rồi chúng ta hiểu được đặt đá là gì và động thổ là sao. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có một cái tâm nguyện muốn xây dựng cho đời mình một cái gì đó. Thí dụ như quý vị ở nhà, mình không có xây những cái lớn, nhưng mà xây gia đình, xây dựng hạnh phúc. Vậy thì một vị thầy, một vị xuất gia, một vị trụ trì cũng muốn xây dựng một ngôi chùa, một đạo tràng. Như vậy thì dù bất cứ chúng ta xây dựng lớn nhỏ gì, thì cái việc của chúng ta cần làm đó là chúng ta đặt một viên đá trên cái nền tảng mà chúng ta muốn xây dựng. Như vậy viên đá đó là gì? Viên đá đó là tượng trưng cho một nền tảng, một ý chí. Vì cái viên đá đó nó cứng, nó chắc, và nó để bảo vệ, nó để nói lên cái tinh thần, cái tâm nguyện của mình đặt vào đó. Như vậy chúng ta không phải đợi tới khi nào chúng ta làm chùa chúng ta mới đặt đá, mà tất cả chúng ta khi có một khái niệm thì chúng ta muốn đặt một nền tảng cho cái gia đình mình, cái hạnh phúc của mình. Như vậy đặt đó là gì? Đó là chúng ta đưa cái tâm nguyện, đặt cái nền tảng, đặt một cái ý chí vào đó. Vậy thí dụ như thường người ta làm lễ đó, người ta muốn xây dựng chỗ nào thì tổ chức cái lễ ngay chỗ đó. Hoặc là cái chỗ đó là chỗ xây nhưng mà có thể nó không tiện để tổ chức. Ví dụ bây giờ muốn xây ở trước đài Quan Âm thì có thể để viên đá ngay đó. Ở đây là cái lễ đài làm lễ, rồi xong rồi một lát mời chư Tôn Đức đến cái chỗ đó để làm cái lễ đặt viên đá xuống và làm lễ. Như vậy thì tất cả chúng ta, không luận là người tu hay là Phật tử, vì tất cả chúng ta khi chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, có một chút ý thức, hiểu biết, thì chúng ta đều đặt cái tâm mình muốn xây dựng cho đời mình một nền tảng gì đó. Cho nên tất cả đều đi học, đi học để biết chữ, hay thậm chí muốn một cái nghề của mình được trọn vẹn, chúng ta phải đi học nghề. Vì nếu không học thì chúng ta không có một cái điểm tựa hay là có một cái khởi chí. Cho nên đặt viên đá đó để nói lên cái chí nguyện chúng ta muốn đặt xuống đó. Động thổ là gì? Theo hiểu nghĩa động thổ tức là mình chạm vào đất, chạm vào đất đó. Như vậy thì tất cả chúng ta sống
chúng ta phải chạm vào cái trái tim, cái tâm linh của nguồn cội của Ngài. Có bao giờ quý vị nói, trời, tôi thấy nó mà tôi chấn động tâm can? Thì cái giây phút mình chấn động tâm can đó là động thổ đó. Còn nếu mà mình gặp như một té lửa kêu động đất. Như vậy thì thưa đại chúng rằng một gia đình hạnh phúc cũng phải đặt đá và phải động thổ. Động thổ tức là cái ngày mình gặp nhau đó, hai người mình gặp nhau, mình thương nhau đó, là mình động tim của mình, động tâm của mình. Và kể từ đó mình đến với nhau là mình muốn đặt một cái nền tảng cái hạnh phúc. Một vị thầy trụ trì muốn xây dựng một ngôi chùa, không phải ngôi chùa không, xây giảng đường, xây nhà bếp, thường thường người ta đều làm cái lễ, một là lễ động thổ, nếu không có đơn giản khỏi lễ đặt đá thì động thổ cũng được. Vì sao? Vì đất ở đó, chúng ta phải làm một cái lễ đó để chúng ta lấy tay, chúng ta dùng một cái vật gì đó chạm vào đất đó để đất đó trở thành một cái khí thiêng. Ngày xưa có một câu chuyện á, là ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài đến được nhận y bát từ Ngũ Tổ á, thì ngài đến núi Bảo Hoa, có chùa Bảo Hoa, và ở nơi đó không có nước, thì tổ mới lấy cái tích trượng của tổ ra phía sau á, và tổ chống cái gậy xuống, thì ở dưới đó một cái nguồn nước phúng lên. Và từ đó người ta gọi cái suối ở đó, vì nó có sẵn cái tên là Tàu Khê, cho nên Lục Tổ đã trụ ở đó và để giảng dạy ở đó. Và từ đó cái dòng thiền của Tổ Huệ Năng được gọi là dòng Tàu Khê, thiền Tàu Khê. Cho nên mình mới có cái bài Tàu Khê một dòng biết chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần. Tàu Khê là tên của một chữ khê là suối. Và xin thưa ngày nay vị nào đi hành hương về Quảng Châu, đi thêm khoảng 6 tiếng đường xe xuống Thiều Quang, sẽ gặp chùa, sẽ đến được chùa Bảo Hoa. Và đi phía sau ngôi chùa đó thì cái dòng nước đó tới ngày nay vẫn chảy cho tới bây giờ. Và thường người ta đến đó lễ tổ xong thì ai cũng ra phía sau đó để lấy tay rửa mặt ở trong cái dòng nước Tàu Khê đó. Thường nhà Phật gọi là chấn tích, tức là mình chống gậy mình tới đó, trụ cái tâm mình ở đó, trụ đời mình ở nơi đó, gọi là chấn tích. Mình trấn cái gậy xuống, tích là gậy. Và thường thường ngày xưa các tổ đi lên núi thường chống gậy, và khi muốn chọn đất nào rồi thì chống gậy xuống. Ngày nay chúng ta không chống gậy, tại chưa đủ già. Và chúng ta lấy một cái viên đá để làm cái nền tảng xây dựng. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đặt viên đá ở một ngôi chùa có cái tên là Tịnh Độ. Vậy thì chữ Tịnh Độ là gì? Thật ra chữ Tịnh Độ là mình nói gọn từ 4 chữ là quốc độ thanh tịnh. 2 chữ Tịnh Độ là rút gọn lại từ 4 chữ quốc độ thanh tịnh. Quốc độ là gì? Là cái nơi chốn. Tiếng Tàu viết là chữ thổ, nhưng người Việt đọc là chữ độ. Thí dụ như chúng ta đọc, đâu có ai đọc là thổ độ đâu, thổ địa. Nhưng mà khi chúng ta viết chữ Tịnh Độ, tức là tịnh thổ, người Hoa đọc là tịnh thổ, chúng ta phiên âm lại chữ thổ là độ. Độ là nơi chốn, là quốc độ. Như vậy thì theo cái nghĩa thường của Phật giáo á, Tịnh Độ là ở cái nơi chốn thanh tịnh, hay nói cách khác là muốn chỉ cho cõi Phật A-di-đà, hay là bất cứ một cõi nào mà của chư Phật ở, chỗ đó gọi là Tịnh Độ. Đó là một nghĩa. Nhưng cái nghĩa rộng rãi, nơi nào có sự an tịnh, an vui, hòa hợp, nơi đó là Tịnh Độ. Như vậy chùa này
là chùa Tịnh Độ. Còn tất cả các chùa khác không phải Tịnh Độ sao? Tất cả các chùa khác cũng đều là Tịnh Độ hết. Và chùa này được gọi là Tịnh Độ. Như vậy thì không phải ngôi chùa này được clean up, dọn dẹp, được sạch sẽ gọi là Tịnh Độ, mà chính mỗi người trong đó cũng là mỗi thành viên bằng sống bằng cái thanh tịnh quốc độ nơi tâm của mình. Trong kinh Di Đà nói, ở cõi Cực Lạc đó, có một vị giáo chủ tên là A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Có Quan Âm Thế Chí phò tá cho Phật Di Đà, có chư thánh chúng. Và ở đặc biệt là cái cõi đó, đặc biệt là cái cõi đó là chim hót. Người ta nghe chim hót cũng ra bài pháp, gió reo cũng ra bài pháp. Và người ở quốc độ đó mỗi buổi sáng không làm gì hết, chỉ bước ra cửa là thấy hoa rơi từ trên trời xuống, rồi lấy cái giỏ hứng hoa, rồi đi mười phương quốc độ cúng dường. Cúng dường xong rồi trở về ăn cơm. Như vậy thì trong một gia đình của chúng ta, gia đình mình có phải là một Tịnh Độ không? Và mình có cần những vị giáo chủ ở trong gia đình đó không? Tức là cha, là mẹ, là chồng, là vợ. Và các con của mình chính là thánh chúng ở trong đó. Và cái cõi Tịnh Độ đó không phải chỉ có người không, mà vật cũng phải là Tịnh Độ. Nghĩa là cây mà gió mà reo, lá reo thì cũng hiện lên những bài pháp. Như vậy thì những cái gì ở trong đó muốn nói gì? Trong gia đình của mình không phải những con người Tịnh Độ không, mà ngay cả những vật ở trong đó, cái nào mình thấy nó cũng kỷ niệm hết. Thí dụ như hồi xưa mình với ba mình đi sắm một cái bức tranh, giờ mình treo vô đó, ba giờ mất rồi, tự nhiên mình đi ngang mình thấy bức tranh đó, khởi tâm bức tranh này là hồi đó mình đi với ba mình sắm nè. Mình với chồng mình đi mua một cái nồi cơm điện, bây giờ mỗi lần thấy nồi cơm điện là thấy kỷ niệm với chồng mình. Như vậy quý vị có để ý, có phải tất cả những vật trong nhà của mình đều có kỷ niệm hết không? Có khi mình tự đi mua, có khi mình đi mua với con, có khi mình đi mua với chồng, có khi mình đi mua với mẹ, có khi mình đi mua với cha. Và trong một ngôi chùa cũng vậy. Chùa Pháp Hòa bây giờ Pháp Hòa đi chỗ nào, gấp món gì, Pháp Hòa cũng nhớ cái kỷ niệm đó hết. Thí dụ như ở trên bàn tổ Trúc Lâm có cái bộ chuông mỏ. Bây giờ cái bộ chuông mỏ để ở bàn tổ đó, mà mỗi lần gặp cái bộ chuông mỏ đó là Pháp Hòa nhớ đây là bộ chuông mỏ đầu tiên nhất mà chùa Trúc Lâm kể từ khi thành lập có được bộ chuông mỏ này. Mà bây giờ chùa có to có lớn, có thỉnh bộ chuông mỏ lớn, thì bộ chuông mỏ đó vẫn giữ đó để làm cái kỷ niệm cái ngày đầu tiên chùa Trúc Lâm thành lập. Đó là mình nói một ví dụ thôi, còn chưa nói những cái món li ti lẳng tắng ở trong chùa. Pháp Hòa vẫn giữ đó, nhưng mà mỗi một lần mà gặp thì tự nhiên chúng ta có một bài, một kỷ niệm lại. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng trong quan niệm của Phật giáo, Tịnh Độ không có phải ở đâu xa, mà Tịnh Độ ngay trong cái gia đình của chúng ta. Cha mẹ, vợ chồng, con cái đều là những bậc thiện tri thức có mặt trong cái cõi đó. Có phải là mỗi ngày chúng ta gặp nhau, rồi ngày nào chúng ta cũng cúng cho nhau không? Gặp nhau là chào nè, hỏi thăm nè. Chứ vợ chồng mà gặp nhau từ sáng tới tối không nói một câu gì, cái này là Tịnh Độ im lặng. Và Tịnh Độ là cõi đó có thể nói chuyện được, đi qua lại một cách dễ dàng. Sáng ra là xách giỏ đi làm, chiều về cái cõi Tịnh Độ của mình. Nhưng mà Tịnh Độ đó là một Tịnh Độ môi trường, mà mỗi người sống ở trong đó cũng đều là một người sống bằng cái cõi Tịnh Độ đó. Cho nên khi nói tới Tịnh Độ thì chúng ta phải hiểu rằng Tịnh Độ là một nơi chốn an tịnh, mà không phải chỉ riêng một nơi nào, mà tất cả nơi chốn nhà cửa chúng ta ở là Tịnh Độ. Thậm chí tâm thức của chúng ta cũng phải là Tịnh Độ. Nếu như cái tâm thức của mình mà Tịnh Độ rồi thì mọi thứ xung quanh, cái nhìn, cái nói, cái cử chỉ cũng là Tịnh Độ.
Ngày hôm bữa Pháp Hòa có gặp một anh Mỹ. Anh có hỏi Pháp Hòa một câu như thế này: Do you believe evil? Is there evil people? Thầy có tin rằng cái xấu ác và con người xấu ác không? Pháp Hòa nói có. Nhưng mà con người bị cái pháp xấu chứ con người không có xấu. Cho nên nếu mà muốn người, khi mình sống trong cuộc sống chúng ta thấy ai mà xấu, xin phép đại chúng, nhiều khi mình tức mình nói diệt nó đi. Nhưng mà thật sự con người bị ảnh hưởng cái pháp xấu. Thành nếu muốn diệt là diệt cái pháp xấu chứ không phải diệt con người. Vì con người ảnh hưởng của cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ mình làm sao mình dạy cho con nít đừng chửi bậy. Chửi bậy là một pháp xấu. Mà hễ mà cái tiếng chửi bậy đó qua đứa nhỏ thì đứa nhỏ đã bị ảnh hưởng của cái chửi bậy, chứ còn nó đâu có biết chửi bậy. Nhưng mà cái câu chửi thề chửi bậy đó là ảnh hưởng đứa nhỏ. Như vậy câu chửi thề chửi bậy là pháp xấu mà nó ảnh hưởng đến con người. Cho nên cái môi trường chúng ta sống rất là quan trọng. Cho nên thỉnh thoảng mình phải mở cửa sổ để cho ánh nắng vào, mở cửa sổ cho không khí trong lành nó vào. Và thậm chí mình phải mua thêm một cái máy lọc bụi để cho cái ngôi nhà mình, cái không khí nó được trong sạch. Nhưng mà chúng ta chưa hề đặt một cái máy nào để thanh lọc thanh lọc trong nội tâm hết. Cho nên nội tâm vẫn đục, nhưng mà mình hít thở bên ngoài, mình muốn một không khí trong lành, nhưng mà nội tâm chưa trong lành. Vậy thì cái chúng ta đang tu tập hay chúng ta đang hướng đến là làm sao cho nội tâm được thanh lọc. Mình thanh lọc từ cái nhìn, thanh lọc từ lời nói, thanh lọc từ cái cử chỉ của mình, thì tự nhiên quốc độ của mình thanh tịnh. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật á, kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức là mỗi khi cái tâm mình tịnh là cái cõi Phật tịnh. Dục tịnh kỳ quốc, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn tịnh độ, muốn tịnh độ cái quốc độ đó thì trước hết phải tịnh độ cái tâm mình. Phải làm cho cái tâm mình được tịnh độ. Cho nên cái người mà trong sáng, lời nói họ cũng trong sáng, cách hành xử trong sáng. Cho nên hôm nay chúng ta xây dựng ngôi chùa, đặc biệt chùa này tên là Tịnh Độ. Những Phật tử thuần thành của chùa này phải làm sao sống từ ngôn từ, từ cử chỉ, từ hành động, nó toát lên được cái bản chất của tịnh độ, thì cái ngôi chùa này nó mới mang đúng ý nghĩa của nó là tịnh độ. Ví dụ đi chùa tịnh độ mà mình đối xử với nhau không dễ thương, mình la người này, mình hét người kia, mình sắc xéo với người nọ, thì người ta nói rủ đi chùa nào, đi chùa tịnh độ, thôi thôi chùa đó tôi cũng đi đâu. Thì khi mình nghe nói như vậy thì mình phải biết rằng quốc độ của mình đang bị nhiễm ô, chúng ta cần làm cái gì đó để thanh lọc. Cho nên trong một ngôi chùa, không phải chùa này không, bất cứ ở đâu cũng vậy thôi, mà gia đình mình cũng vậy. Thí dụ mình cha mẹ mà mình sống làm sao mà đến khi mà nói đứa nhỏ đó con ai vậy, nói con ông bà nó, thôi sao đừng đụng nó. Cha mẹ nó dữ lắm. Tại mình biết là giáo chủ ở cõi đó không phải thuyết pháp, mà giáo chủ đó có ảnh hưởng đến cái nhiễm ô. Cho nên ngược lại với tịnh độ là gì? Là uế, là uế độ. Mà quý vị thấy bây giờ miếng đất này, ngay miếng đất này, ngày hôm nay là miếng đất trống. Chúng ta muốn ngồi đây, chúng ta phải dựng một cái lều, trải những cái tấm bạc để chúng ta có chỗ chúng ta ngồi. Không có gì hết. Nhưng có thể một năm sau, hai năm sau, ở đây một đạo tràng được xây dựng. Như vậy có phải từ một miếng đất trống hoang dã, nhưng với kiên trì, quyết chí, chúng ta có được một ngôi chùa. Cũng như thế thôi. Đại chúng nhớ là tịnh độ được xây dựng bằng cái uế độ. Một căn nhà cũ mục mình mua về, có phải là trong vòng 2 tháng 3 tháng sau là tự nhiên căn nhà đó sạch sẽ không? Nó sạch sẽ là nhờ gì? Nhờ cái gì? Nhờ mọi người trong đó chịu khó dọn dẹp nó,
lau chùi nó, sơn vết lại, từ một căn nhà dơ bẩn bây giờ nó trở thành một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp. Ở nơi chúng ta cũng vậy. Cái uế, cái tịnh nó không ngoài cái uế, cái sạch nó không ngoài cái dơ. Chẳng qua nó vẫn sạch, nhưng tại chúng ta làm nó bừa bãi thôi. Bây giờ dọn dẹp lại là nó gọn gàng, nó đâu vào đó. Bữa nay quý vị đi xung quanh đất chùa, có thể quý vị sẽ thấy chỗ này nồi, chỗ kia chảo, chỗ kia ghế, chỗ kia bàn, vì giờ nó đang bề bộn của một cái lễ. Rồi ngày mai này cả chùa xúm nhau dọn dẹp, chừng tuần lễ sau đâu vào đó hết. Bàn vô kho, ghế vô kho, khăn trải bàn được giặt xếp sạch sẽ, tượng Phật vân vân, tất cả đều ngăn nắp. Như vậy chỉ cần chúng ta có gia tâm dọn dẹp, chịu khó, thì chúng ta sẽ lập tức biến cái chỗ đó từ cái chỗ dơ bẩn bừa bãi thành một cái chỗ yên yên lắng sạch sẽ. Quốc độ chúng ta cũng thế, tu tập cũng như thế. Cho nên hôm nay chúng ta đi chùa đặt một giữ lễ đặt đá, mà nhiều khi đời mình giữ được một lễ thôi, hoặc là có khi mình chưa bao giờ giữ lễ đặt đá hết. Vậy thì xin thưa đại chúng rằng đặt đá lễ này, đây là tại chùa đây xây, rồi tất cả quý vị chúng ta ngồi đây ai mà không có một gia đình, nhưng mà mình đã hỏi lại gia đình mình đã đặt một viên đá chưa? Đặt là gì? Để vào đó. Mình đặt để vào đó một nền tảng, một ý chí mà nó vững chắc như viên đá này, để rồi từ đây nó xây dựng lên. Cũng như một vị thầy đặt đá, thí dụ như thầy Chiếu Biên, mấy năm nay về ở đây, thầy đã trấn tích về đây, trụ ở lại đây, và thầy quyết chí cùng với Phật tử làm một cái việc gì đó cho đạo tràng này. Cho nên cái ý chí này là cái tảng đá hôm nay đó. Rồi quý vị phải làm sao tảng đá này nó phải phát lớn lên, nó phải rộng rãi lên. Mà muốn được như vậy thì tất cả những dân chúng ở trong quốc độ này phải hợp tác với nhau, phải làm sao cho nó được hình thành cho tốt. Muốn như vậy, chúng ta phải có một cái ý nghĩa là chúng ta phải chịu khó học hỏi. Làm mà không học, học mà không hỏi thì không thể thành. Cho quý vị thấy ở trong các cơ quan không? Lâu lâu người ta phải gửi nhân viên đi training, đi update đi upgrade cái hiểu biết của mình về mỗi một bộ môn để trở về làm cho tốt hơn. Rồi quý vị lâu lâu phải đi gì? Có những cái hội chợ, có những cái hội thảo mà người ta có những cái buổi triển lãm về những cái sản phẩm mới nhất của cái ngành nghề của mình. Ví dụ như mình làm nhà, lâu lâu người ta có những cái show để người ta cho mình biết những sản phẩm mới. Phong Hòa đi dự, có một lần vô tình được đi dự một cái lễ triển lãm Phật giáo. Mà quý vị biết cái triển lãm đó mà không thiếu bất cứ một cái gì liên quan đến Phật giáo trong cái hội trường đó. Mà muốn đi giáp hết để mà tham quan phải 3 ngày. 3 ngày hoặc 5 ngày mới giáp hết cái hội trường đó. Nội cái nhang thôi là người ta một không biết bao nhiêu gian hàng nói về nhang. Rồi người ta mang những tượng đá cổng tam quan, tất cả những sản phẩm từ bên ngoài lẫn bên trong, chưa nói đèn, chuông, mỏ, chuỗi, cái gì liên quan tới Phật giáo người ta đều đem vào trong một cái triển lãm đó. Mà muốn đi coi, mà muốn đi thưởng thức, đi nghĩa là chụp hình, đi thưởng thức, đi hỏi giá, đi vân vân, phải 5 ngày trong cái hội trường đó. Mà một năm người ta làm 2 lần vậy đó. Có những công ty làm tượng Phật, họ chở những cái tượng Phật đặc biệt của họ đến, họ triển lãm trong cái chỗ đó. Để người ta, tại vì nhân cái cơ hội đó rất nhiều chùa, rất nhiều người đến đó xem cái sản phẩm, và người ta có thể đặt sản phẩm đó. Thì chúng ta cũng vậy. Mình muốn có được một cái ngôi nhà hạnh phúc, chúng ta phải chịu khó học hỏi. Mình đừng có cố chấp. Tôi cha nó cần gì phải học, mình là ba nó, mình có thể sanh nó, nhưng mà có thế gian này có nhiều thứ mình chưa biết. Mà mình chưa biết thì mình chưa đi theo kịp nó, mà không đi theo kịp nó độ nó không được.
Mình phải biết nó làm sao mình mới độ nó được. Cho nên nhiều khi cha mẹ mà ở đây á, cách đây có những cặp vợ chồng, người ta sống khoảng cách rất là xa, tại vì người ta theo cái kiểu là chồng nói vợ phải nghe, mà nói theo cái từ ngày xưa là chồng chúa vợ tôi. Thì quý vị biết có một người vợ nói: anh, mình ngoài làm vợ chồng ra có thể là mình làm bạn với nhau được không? Làm bạn để làm gì? Để có thể chia sẻ. Cũng giống như ngày nay mà thầy với trò cũng có thể là bạn. Tại vì nếu mà thầy trò mà không nói với nhau được, gặp nhau chỉ biết run rẩy bưng ly trà lên rồi run rẩy bưng xuống đó, thì thầy mãi mãi ở trong phòng, thầy kêu mới dám vô, còn không kêu không dám vô, và gặp thầy không dám nói gì hết, tại vì thầy trò có một khoảng cách quá xa. Cho nên chúng ta làm sao giữa thầy trò như một người bạn có thể chia sẻ được. Tại vì thầy cũng một con người thôi, thỉnh thoảng thầy cũng cần một người bạn để chia sẻ những nỗi niềm của mình, để trải lòng. Cho nên người đệ tử có thể trải lòng với thầy mình và không có ngại ngùng gì hết. Tại vì thầy mình chỉ có thương mình chứ không có ghét. Thầy mình sẽ lắng nghe mình, hiểu mình và tìm cách trợ duyên cho mình trên bước đường tu học. Thậm chí mình có những cái khó khăn gì trong đời sống tu tập của mình, từ tâm lý, sinh lý, mình vẫn có thể nói với thầy. Tại vì thầy là người đi trước mình, có thể có những kinh nghiệm và có thể chia sẻ với mình. Thành thử ra mình làm sao giữa mình. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Di Đà đó, khi nói đến Phật Di Đà thì mình tưởng tượng hình ảnh của Ngài ra sao? Ngài đưa cái tay đi đâu? Duỗi cánh tay xuống. Vậy thì Phật Di Đà duỗi cánh tay xuống nó để làm gì? Thường thường chúng ta để làm gì? Tiếp dẫn phải không? Phải tiếp dẫn không? Nhưng mà cánh tay đó đưa xuống để làm gì? Để có sự truyền thông giữa mình với Phật. Cho nên đó, tất cả các Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật Di Đà, khi mà các vị tạo hình tượng của Ngài là các vị đưa cái cánh tay xuống để Đức Phật với mình là một sự tiếp nối. Mình là tiếp nối của Phật và Phật trao truyền xuống cho mình. Nhưng mà nhiều khi Phật muốn dẫn dắt mình mà mình không hề đưa tay cho Phật cũng đâu dẫn dắt được. Cho nên phải có một cái training. Mà trong kinh Phật dạy á, người nào muốn chói sáng người đó phải chịu học. Không học là không chói sáng. Tại vì không học là không biết, mà không biết thì không thể chói sáng ở trong đại chúng được. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, người nào muốn chói sáng người đó phải chịu học. Vì có học thì người đó mới chói sáng ở trong chúng. Ở đây không phải là mình muốn show off, mình muốn khoe khoang, nhưng mà mình muốn là một cái người giỏi trong chúng thì chúng ta phải học. Vì trong đại chúng sẽ có những người kỳ đặc. Hồi nãy khi mà ngồi ăn trưa thì ở trên này quý thầy ngồi gần với hòa thượng chứng minh, thì trong khi trao đổi một vài câu chuyện đời sống thì hòa thượng dạy một câu. Hòa thượng nói trong bất cứ thời đại nào, dù có nhiễu nhương, có khó khăn, thì ở trong cõi này vẫn có những bậc thánh nhân, những bậc kỳ xuất đặc biệt có mặt trong cuộc đời này. Nhưng mà người ta ẩn, mình không biết thôi. Và đến khi nào đó người ta sẽ có mặt. Cho nên trong con cái mình đó, nhiều đứa nó ẩn tài đó mà mình không thấy đó. Hoặc là tài của nó mình thấy mình không có chịu khai thác làm cho nó phát triển. Cho nên tối nay nè, tối nay sẽ có lễ thắp đèn. Thắp đèn là gì? Bật sáng một ngọn đèn của chính mình và lấy ngọn đèn đó sáng cho người. Và khi chúng ta cầm hai ngọn đèn, chúng ta soi cho nhau. Cho nên ở trong chúng mình thấy ai giỏi, mình phải khơi cái nguồn giỏi của người đó để mình có nhân sự, để mình có công, mình được thành tựu được nhiều hơn trong đạo tràng của mình. Ai biết cắt cỏ nhờ cắt cỏ, ai biết rửa chén mình nhờ rửa chén. Cái gì mình cũng thầu hết thì mình làm sao nói. Cho nên nếu trong chúng ai có những khả năng gì, mình phải bật sáng cái khả năng đó lên. Cho nên tối nay lễ thắp đèn là vậy đó. Tự mình cũng phải soi sáng mình,
và mình phải bật sáng cho người khác. Cho nên trong nhà Phật hay có cái lễ thắp đèn, trao cái ngọn đèn đó xuống, gọi là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng tức là mồi đèn, tục diệm là tiếp cho ngọn lửa, làm cho cái đèn, cho ngọn lửa đó mãi mãi không tắt. Và quý vị thấy hồi sáng có những cái lời nói trong cái buổi lễ rất cảm động. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, có thịnh có suy, nơi nào có Phật tử, nơi Việt Nam nơi đó có ngôi chùa, lớn nhỏ gì cũng có một ngôi chùa. Và hãy ngôi, dù cho ngôi chùa đó như thế nào đi nữa, thịnh suy như thế nào, đâu đó vẫn còn những người trung kiên với ngôi chùa đó. Cho nên đâu bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn còn những người trung kiên với đạo, trung kiên với Phật pháp. Như vậy chữ đạo ở đây, như lời Hòa Thượng dạy, không phải là một tôn giáo, mà là gì? Chánh pháp là chân lý. Bất cứ ở nơi nào chân lý còn thì nơi đó sẽ được sáng soi. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta cũng có một ngọn đèn chân lý của chính mình, và ráng làm sao đặt cái nền tảng đó, xây dựng được cái nền tảng đó, và phải tác động tâm mình, nó phải khởi phát. Cho là động thổ. Động thổ là mình lấy cái cây sẻng, mình chạm vào đất, mình xúc đất lên. Ground breaking. Vậy thì mỗi người chúng ta sống mà tâm không bao giờ biết rung chuyển trước những khổ đau của người khác, dù là người thân mình, mình cũng thờ ơ mặc kệ. Hỏi sao vậy? Nói tôi lúc này tu rồi. Tu là sao? Không màng tới ai nữa hết. Cái này là tu trật nha. Tu mà biến mình thành nó lạnh lùng, không biết ngó ngàng tới người thân. Các con giờ không, nó muốn ăn gì nó ăn, con ăn gì ăn đi con, má bận tụng kinh. Cái này là mình không biết tu đó. Cho nên làm sao mình thấy được cái khó của người khác mà tâm mình tác động. Cái tác động không phải là mình bị người ta lôi cuốn, nhưng mình có sự chuyển động của tâm để cái lòng từ bi của mình nó có mặt. Như hồi sáng lời dạy của Hòa Thượng chứng minh, nếu trong cuộc đời này chúng ta làm bất cứ việc gì mà không có lòng từ bi, chúng ta làm không có trọn vẹn. Hồi sáng này có hai em, một người David, nó người gì Pháp Hòa quên rồi, nhưng mà không phải người Việt, đám cưới với một cô Việt Nam đó. Rồi hai em nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó xin thầy có lời chúc phúc. Thì Pháp Hòa mới nói với hai em: thầy biết rằng hai em đã thương nhau rồi, nhưng mà để cho tình thương này được kéo dài mà đẹp nữa, kéo dài mà phải đẹp nữa nha. Trời ơi, có những cuộc tình nó kéo dài tới 60 năm mà đau khổ đó. Thật hành, nếu có những cuộc tình kéo rất dài nhưng mà nó không có đẹp, nó không có hạnh phúc gì hết đó. Chẳng qua là mặt mũi, chẳng qua là sợ con cái nó bơ vơ thế này thế kia, rồi chúng ta ráng gượng gồng mà sống với cái người đó, chứ còn hạnh phúc không có. Thành nữ đó là cái gì? Đó là chịu khổ trong một cảnh địa ngục. Thành nữ mình, nếu như hôm nay mà chúng mình biết đi chùa tịnh độ rồi á, làm lễ đặt đá và động thổ rồi, và nhờ thầy động vô tâm mình cái nữa, mình về mình xây lại trái tim của mình, mình hỏi rằng xưa giờ mình có sống bằng trái tim mùa đông không? Hồi xưa giờ mình có hát cái bài mà nếu anh nói anh đã yêu em thì thật ra anh đang dối lòng. Thành nữ ra mình ráng làm sao cho cái người đó sống với mình được dài hạn. Người đó đã đi với mình được một khoảng đường dài nhưng ngó lại. Ở đây không biết quý vị có bao giờ mình đi chung với một cái người nào đó, tự nhiên mình đi hồi cái mình thấy mình lơn tơn ở mình ở trước á, có không? Ủa nó đâu rồi ta? Ngó lại. Thành nữ mới hoài mấy năm mới nhắc hoài đó. Nếu mình muốn đi nhanh thì đi một mình. Nếu mình muốn đi đến chỗ, đi cả hai. Tại vì trong số hai người sẽ có một người chậm hơn mình. Nhưng mà mình đã biết đi nhanh thì đâu có ngại gì lui lại để đi cùng. Thành thử lâu lâu á, quý vị biết không, trong kinh kể là Đức Phật đi với Ngạ Nan á,
thỉnh thoảng đi xuống New Orleans sẽ đi đâu vậy đó. Hay là đi xuống Houston, lâu lâu Đức Phật nhìn lại ngài A Nan, Đức Phật hỏi thầy A Nan, thành phố này có đẹp không? Để làm chi vậy? Để gọi người đó trở về. Và để như thế nào? Để chúng ta quan tâm nhau. Thành thử chúng ta sống với nhau, chúng ta đi chung một con đường, mà đôi khi chúng ta chỉ đi trước mà chúng ta quên quay lại. Và ai đó thỉnh thoảng điên đoạn rồi quay lại thấy người của mình, người thân của mình tuốt ở sao ấy, cái bắt đầu mình kiếm chỗ mình ngồi, hỏi làm gì đó, mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và từ đó mình mới thấy rằng mình đi chi một mình, rồi cuối cùng phải ngồi chờ người đó. Và quý vị biết không, mình đi mình là khỏe, cái người đi sao ta tủi thân lắm. Và lúc đó người ta hát không có lên lời, mà suốt vậy mấy mươi năm trời. Cho nên mình sống với nhau, đi với nhau một khoảng đường dài, thì chúng ta hãy nên nhìn lại mình và người đó đi một khoảng dài đến đây, và đã đi như thế nào. Đã đi một mình, đi trong đơn độc, hay đi trong vui vẻ, đi trong bình an. Thật ra nhiều khi sống với nhau mà không có thoải mái để bày tỏ, mà phải nhìn sắc mặt nhau để sống, khổ lắm. Phải nhìn sắc mặt nhau để sống là một hành, một cái niềm đau nỗi khổ, và đó là một cái cảnh của địa ngục. Cho nên Diêm Vương mà quỷ sứ tội nhân mà muốn vô thưa gì phải nhìn mặt Diêm Vương. Nếu mà bữa nào cũng vui vui mới dạ bẩm Diêm Vương. Có một cái con dê kia nó bị người ta giết, nó xuống nó trình Diêm Vương, nó nói dạ thưa ngài, con khổ lắm vì loài người giết con. Ông mới hỏi giết sao? Dạ họ cắt cổ con, họ làm này rồi họ ướp gia vị vô, rồi xong rồi họ đem lên lò họ nướng đồ đủ thứ, rồi nó bốc mùi, rồi ngồi xé. Diêm Vương đập bàn cái bóp im, đừng có kể, ta thèm. Sắc diện. Thì thưa đại chúng, là nhiều khi mình sống trong một căn nhà được mệnh danh là một căn nhà hạnh phúc, và chúng ta có những bài hát rất là lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình sắm nhà lầu. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình sắm xe hơi. Lâu lâu mình sắm này, lâu lâu mình sắm kia. Nhưng mà từ từ rồi, từ ngày cái đó nó vô cái mình bán từ từ. Vậy cho nên mình sống với nhau, mình được gọi là xây dựng một căn nhà. Trong cái tuần lễ này, hôm qua Pháp Hòa làm lễ đám cưới cho một cặp trẻ ở tại Alabama, và sáng hôm nay Pháp Hòa lên đây cũng hai em trẻ. Tuần 2 ngày Pháp Hòa có hai cặp trẻ làm đám cưới, và Pháp Hòa đều nhắc các em như vậy. Đây là bữa nay hai con mới bắt đầu một cuộc hành trình, và lúc mới cưới nhau nắm tay nhau nhìn nhau. Ngày hôm qua Pháp Hòa không có, thường thường mấy thầy hay nói con hãy nói theo thầy, thì mình sẽ nói anh xin nhận em làm vợ chính thức của anh. Rốt cuộc mình nói không à? Hôm qua đó đây, bữa nay thầy không nói, con phải là người nói. Thì đứa vợ nó nói xong nhìn mình, nó đừng nhìn thầy. Em xin nhận anh làm chồng, mà nhìn mình là mình bắt cỡ không chết. Ông bà mới ra dấu, nó nhìn người kia. Mình nói với người đó, mình hãy nhìn người đó. Tiếng Mỹ gọi là eye contact. Có nhiều khi mình sống một chập rồi á, mình chỉ muốn nói chuyện mà không muốn nhìn. Thậm chí nói mặt mũi mình nhìn chỗ khác. Thành thứ một cái tịnh độ này bây giờ bắt đầu nó méo mó. Và bắt đầu chữ đổ nó thành ra chữ đổ. Đổ mà đổ lửa. Thưa đại chúng, khi chúng ta nói tới danh từ tịnh độ thì chúng ta đừng nghĩ rằng nó ở một cõi phương trời nào xa xôi, mà nó ngay trong cái dưới chân chỗ mà chúng ta đang sống. Cho nên có cái bài hát đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Có ai nhớ bài đó không? Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây.
mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Và bây giờ mình hay hát cái câu cuối là tâm không ràng buộc đi chơi suốt ngày. Tâm không ràng buộc đi chơi suốt ngày. Vậy bây giờ trong lòng mình có tịnh độ, và từ cái tịnh độ nhỏ này nó sẽ cùng đóng góp có một tịnh độ lớn. Tại vì mỗi người là một quốc độ, mỗi người là một tịnh độ. Cho nên trong ngõ ngách của tâm, mình suy nghĩ cái gì chính mình biết. Mình tốt, mình xấu, mình hay, mình dở, mình tham, mình sân, như thế nào mình tự biết lấy. Và mình làm sao thanh lọc những cái bụi bặm đó, để rồi chúng ta thả ra trong một cái bầu không khí trong nhà của mình một cái thoáng khí, để cho người ta hít thở được dễ dàng. Đi tới đâu mà mình bước vô mình thấy cái chỗ đó, sao người với người hình như họ không nhìn nhau, họ nói chuyện với nhau, mình thấy ngọt ngạt lắm. Mình thấy ngọt ngạt lắm. Và thậm chí lỡ mua vé lâu quá rồi, chứ nếu được đổi ngày mình cũng về sớm nữa. Tại mà ở đây chắc mình đứt thở mình chết. Tại mình đi đâu cũng không dám làm gì, mình không thoải mái. Mặc dù được lúc đi mình đã chuẩn bị tinh thần rất thoải mái, nhưng khi mình tới chỗ đó thì mình không cảm thấy thoải mái. Cho nên mình cố gắng mình làm sao mình từ thanh lọc, từ cái cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Và mỗi người chúng ta tự thanh lọc lấy mình, để có một gia đình trong sạch. Và chính con của mình, cái đi của ba, cái nói của mẹ, cái dọn cơm dọn chén của ba, của mẹ, của gia đình, đều là những cái hạnh phúc của con. Cho nên thưa đại chúng, cách đây mấy ngày Pháp Hòa có nói chuyện với một cặp vợ chồng người ngoại quốc. Thì khi họ đến nói chuyện thì Pháp Hòa có chia sẻ với họ, đạo Phật không phải là bỏ bên này đi bên này. Và quý vị đừng làm sao mà để cho con mình á, nó thấy có hai thái cực. Ví dụ vậy nè, khi mà cha mẹ muốn dạy con á, thì cha mẹ nên ngồi lại và bàn với nhau. Để làm gì? Để khi con nó đến với ba, nó cũng nghe cùng một câu chuyện, câu trả lời đúng như vậy. Khi nó đến với mẹ, nó cũng nghe như vậy. Mà nếu chúng ta không khéo á, chúng ta giải quyết bằng cách là mẹ giải quyết hết, thì đứa con nó sẽ trong đầu nó muốn cái gì, nó đi tới ai? Nó đi tới người mẹ. Như vậy chúng ta đã làm cho cái gia đình chúng ta bị lệch. Là trong đầu óc của đứa con mình, nó chỉ biết mẹ mà nó không biết cha, vì cái cách sắp xếp của chúng ta. Và ngược lại, nếu mà chúng ta làm sao đó mà để cuối cùng đứa con nó chỉ nghĩ muốn cái gì là tới ba là được, cũng không nè. Như vậy trong khi sống chung, chúng ta phải làm sao bồi đắp cả hai. Đây là tinh thần trung đạo mà nhà Phật muốn nói, chứ không phải là mình bỏ bên này đi bên này. Vậy thì cái dấu chấm mà Đức Phật chấm ngay đây nè, là biểu tượng của tinh thần trung đạo. Biểu tượng trung đạo nghĩa là làm sao trong ba có mẹ, trong mẹ cũng có ba. Và làm sao đứa con đó, trong đứa con có cha mẹ. Cho nên quý vị phải đọc cái bài đó: con có cha trong con có mẹ trong con, nhìn mẹ cha con thấy cha mẹ có trong con. Một cái bài tụng rất đơn giản thôi. Làm sao đứa nhỏ nó tuyên bố được con có cha trong con có mẹ trong con, nhìn mẹ cha con thấy cha mẹ có trong con. Nếu như hai vợ chồng chia tay, và có trường hợp là con nó sẽ ở với mỗi người vài ngày,
thì quý vị sẽ thấy cái lệch lạc của hai cái tư tưởng dạy con. Và từ đó trong lòng một, tại vì có một người trong đó sẽ muốn lấy lòng đứa con và sẽ chiều đứa con bằng đủ cách, nó muốn cái gì nó có cái này. Một người khác có tinh thần đạo đức hơn. Nói như vậy không phải người kia không có tinh thần đạo đức, nhưng vì muốn đứa con phải đứng về phía mình cho nên đã chiều đứa con vô tội vạ. Và người mẹ thì khác, không, mẹ phải dạy cho con biết tri túc, biết sống, cho nên khó khăn với nó một chút. Cho nên những ngày nó sống với mẹ nó cảm thấy nó ngợp lắm, tại vì nó phải theo cái cách của mẹ là ăn xong phải dọn chén, xài phone phải đúng giờ, phải đi học chơi ghe, không được chơi game, vân vân. Nhưng khi nó về cha là nó xả láng. Nó về cha nó 3 ngày cuối tuần là sáng tối 3 ngày cuối tuần, tới thậm chí lên xe chở về cho mẹ nó vẫn cầm cái phone cho tới hết giờ. Như vậy thì nó sống như mẹ, nhưng nó chỉ trong thứ 6, thứ 7, chủ nhật để nó về cái tịnh độ của nó thôi. Còn nó ở 5 ngày với người mẹ, nó cảm thấy đây không phải là tịnh độ, mà nó cảm thấy đây là một cái cực hình. Như vậy trong cái vô tình đó, cha mẹ đã tạo trong người của một đứa con một cái lối sống không có chừng mực, và trong lòng của nó sẽ có nhiều cái khuynh hướng. Tự nhiên một đứa nhỏ nó lớn lên và nó bị tác động về cái cách sống, cách dạy đó. Cho nên quý vị thường nói trung đạo là không phải là nhịn ăn, cũng không phải ăn quá no, mà hễ đói thì ăn, ăn vừa chừng, hễ khát nước thì uống, uống vừa đủ. Quý vị để ý, nếu chúng ta để chúng ta quá khát, quá đói, mà hễ quá đói thì chúng ta có khuynh hướng ăn sao? Ăn ngấu nghiến. Mà quá đói là bắt đầu chúng ta quơ. Như nãy ví dụ xếp hàng mà lỡ quá đói, lấy quá trời quá đất luôn, lát ăn chừng nửa dĩa là ngồi thở. Có ai ăn giùm không? Thường thường con mắt của mình đó, nó to hơn cái bụng của mình. Và con mắt của mình nó tưởng nhiều hơn cái bụng của mình. Cho nên trong con mắt này nó có cái thức của con mắt, nó nhận thức. Nhiều khi nó nhìn cái đó, nó thấy nó tưởng ngon, nó nhận thức cái món đó là tàu hũ sốt cà, và nó nhận thức rằng đây là món nó thích, cho nên nó lấy rất là nhiều. Do cái nhận thức cộng thêm do cái tưởng, bắt đầu tham nó khởi lên. Và tham nó khởi lên, nó lấy thật nhiều, bắt đầu nó về nó ăn, nó nhả không kịp, nó nói trời ơi mặn quá, chua quá, ngọt quá, vân vân, bắt đầu nó phung phí. Và không bao giờ thấy cái đó để chấn chỉnh cách sống đó. Và một ngày, hai ngày, nhiều ngày, chúng ta thành một thói quen, nhà Phật và là nghiệp. Thành một thói quen sống là cứ lấy mà không bao giờ lấy bởi cái nhận, cái tưởng, cái thức, rồi cái tham. Mà hễ tham tâm á, thì nó phải khởi ra hành động. Rồi cộng thêm cái duyên nữa là quá trời nhiều, không lấy lát hết. Thành nữa ra Đức Phật mới dạy đó là nó có sự phối hợp. Cái nhân tham, cái duyên tham và cách thức tham và cái căn bản tham. Cái nhân tham là mình, cái duyên tham là đồ quá nhiều, cách thức tham là múc vô. Và nó phối hợp cả cái nhận thức, đây là món tôi thích, cộng thêm cái tưởng tượng chắc là ngon dữ dội, cộng thêm cái bụng đang đói. Cho nên rốt cuộc rồi, con mắt, cái tai, cái tưởng, cái nhận thức toàn là sống bằng cái gì? Bằng cái phóng túng, cái buông lung. Vậy thì tu tập theo Phật giáo là gì? Làm sao đưa các cái đó nó được thanh lọc để nó trở về một cõi tịnh độ của nó. Mà muốn như vậy, chúng ta phải đặt cho mình một cái nền tảng tu tập. Con quyết chí sửa đổi việc này. Quý vị muốn bỏ thuốc không? Tôi quyết chí đặt một viên đá, đặt một nền tảng bỏ thuốc. Vì bây giờ tôi biết thương lá phổi của tôi. Phải có một cái điểm để cho mình quyết tâm bỏ thuốc là vì mình biết thương lá phổi của mình. Ở đây có ai hát cái bài mà mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi phải sống, vì con tôi cần tôi, vì chồng tôi cần tôi, vì vợ tôi cần tôi. Vì đất nước này không phải là
một cái đất ngoài đất nước, là đất nước này chính là chỉ cho những người thân và cái môi trường sống của chúng ta. Vì đất nước này cần một trái tim, một trái tim khỏe mạnh, một trái tim biết rúng động trước cái khổ của người thân, một trái tim biết rúng động khi nó nhìn cái khó khăn của người thân mình. Vì vậy cho nên hôm nay trong buổi lễ đặt đá, động thổ, xây chùa, mà đặc biệt là chùa Tịnh Độ, thì Pháp Hòa muốn hướng tâm đến đại chúng rằng Tịnh Độ không phải ở một chỗ này, mà tất cả nơi gia đình chúng ta đang sống là một Tịnh Độ. Chúng ta là một vị giáo chủ ở cõi đó, phải thiết lập Tịnh Độ, phải xây dựng Tịnh Độ, mà Tịnh Độ đó được thanh lọc bằng những cái uế của chúng ta. Quý vị biết có những ngôi chùa được xây bằng vỏ ốc, được xây bằng những miếng chai mà đi lượm ngoài đường, tô chén người ta bỏ, ta vứt lượm hết về để xây dựng. Ở bên Đài Loan á, có ni sư Chứng Nghiêm, và ni sư á, là làm từ thiện một cách nghĩa là nổi tiếng ở Đài Loan. Bây giờ ni sư có nhà thương riêng của Phật giáo, có trường học đại học, mà xây dựng, mà ni chúng của ni sư ở trong chùa đó là tự mình phải làm những cái vật thực phẩm vật để bán để nuôi chúng, chứ không có nhận tiền từ thiện để mà nuôi chúng, nuôi chùa. Và ni sư khuyến khích Phật tử của ni sư khắp nơi trên đất nước Đài Loan đi lượm những cái miếng chai mà người ta uống, người ta vứt ở thùng rác ở ngoài sân á, lượm về hết rồi nấu lại, recycle thành ra những cái lucky charm, những cái túi, những cái món quà nhỏ nhỏ để treo xe, để treo bóp bằng những miếng miễn chai mà người ta đã vứt ở bên đường. Nói lên ý nghĩa gì? Cái mà người ta vứt ra ngoài, cái đó nó rất có thể nguy hiểm đến cái sự gọi là thân thể của người khác. Tại miếng chai là có thể người ta bị đứt tay, người ta đạp trúng, vân vân. Gom hết tất cả những cái đó lại, với cái tâm từ bi, với cái trí tuệ, chúng ta biến hết tất cả những rác rưới mà làm hại chúng sanh đó trở thành ra những món quà nhỏ nhỏ, để rồi chúng ta thấy rằng hạnh phúc nhiều khi nó đơn giản lắm. Chỉ cần chúng ta biết thu nhặt, lượm lặt những cái chúng ta làm vung vẩy rơi rớt đó, nó sẽ trở nên một món quà quý báu. Nhiều khi chúng ta trong gia đình chúng ta sơ ý, làm rơi rãi những lời nói, những hành động, những cử chỉ, làm khổ, làm đứt tai người kia, làm thốn tim người nọ, mà chúng ta chưa bao giờ biết gom nó lại để chúng ta biến nó thành những cái món quà. Thật ra khổ đau từ hạnh phúc. Nếu không có khổ đau, mình không có học được cái bài học của hạnh phúc. Cho nên ni sư khuyến khích, mà quý vị biết ni sư có hơn 10.000 người đệ tử mà đi làm từ thiện khắp nơi trên thế giới. Ngày nay mà nói đến hội từ tế là hầu như tất cả những thành phố lớn của nước Mỹ hay các quốc gia đều có hội từ tế này. Mà ni sư là một người ni của Phật giáo mà điều hành được trường học, nhà thương, các bác sĩ cũng như các công tác từ thiện khắp nơi trên thế giới. Nơi nào có thiên tai, động đất, lũ lụt, không bao giờ ni sư nghe xong rồi chở đồ tới cho hết. Ni sư gửi người tới trước, gửi tới đó kiểm tra coi cái thiệt hại chỗ đó là như thế nào, và người dân ở đó họ thật sự đang cần cái gì, bắt đầu về mới đưa tới. Chứ không phải là nghe người ta vậy rồi chở hằng hà sa số tới, rốt cuộc có những món người ta không dùng được. Quý vị đã từng nghe nói là có những lúc mà phong trào chỗ nào lũ lụt là đem bánh tét tới cho, chùa nào cũng gói nói riết ăn bánh tét, muốn tét cái đầu luôn. Rồi rốt cuộc thấy bánh tét trôi nổi đầy hết trơn, tại vì quá thừa thải, vì chúng ta không quán chiếu, cứ từ thiện mà thiếu cái suy nghĩ người ta đang cần cái gì. Và chúng ta biết dung hòa, người này cho cái này, mình cho cái khác. Nhiều khi Pháp Hòa nói đùa này đùa thôi, bữa nào Pháp Hòa mấy thầy nói trời thầy ơi, bữa nay trên chánh điện, từ chánh điện xuống tới nhà tổ xoài quá trời xoài luôn, mà lại vậy là ngoài chợ bữa nay sale. Thường thường ngoài chợ mà sale gì là trong chùa đầy vậy món đó.
Tức là ở đây mình nói chơi thôi. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng á, cái vấn đề tu tập á, nó không phải là cái chuyện xa vời gì đâu, mà tịnh độ không phải là những cái từ ngữ trong kinh mà mình với không tới. Mà nếu chúng ta biết gom gáy lại, rác nó cũng thành ra phân bón. Những cái hư đốn, những cái dở đó, nó đều là những cái mà chúng ta có thể gạn lọc được. Có những bữa ăn mình mở tủ lạnh ra thứ một chút vậy đó, quý vị gom lại quý làm thành một nồi xà bần. Người Huế kêu là hổ lốn. Rồi thì nhưng mà món đó ngon nhất nha. Đầy đủ các hương vị trong đó và không phí món nào. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời để chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng ai cũng sẽ đặt cho mình một nền tảng xây dựng hạnh phúc từ cái trái tim của mình. Và làm sao chúng ta nhìn, nghe, nói, tất cả đều tuôn ra từ những cái tấm lòng từ bi và tịnh độ của mình. Làm sao ánh mắt mình người ta nhìn vô tay cũng thấy được tịnh độ. Nụ cười của mình người ta vẫn thấy được tịnh độ. Mà ta gần tới mình người ta thấy cả một bầu trời tịnh độ. Cho nên họ không có cần phải cầu nguyện vãng sanh gì. Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Chỉ cần mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay, và người ta sẽ phát hiện ra rằng Phật là gì? Phật là những chiếc lá chín nó rơi xuống. Pháp là gì? Pháp là những lạng mây ở trên trời. Mây bay vẫn thấy Pháp, lá rơi vẫn thấy Phật. Chứ không phải Phật ở trong chùa cái tượng đó. Phật là lá chín, Pháp là mây bay. Tăng là gì? Tăng thân khắp chốn. Vì sao nữa? An vui nơi này. Suốt 14 ngày qua Pháp Hòa ở 7 tiểu bang, coi như một ngày nào cũng hai thời, một thời 2 tiếng cộng 3 tiếng chụp hình. Bạn ngày đi làm ở gì? Bạn một ngày đi làm mà không bao giờ biết lương mình nhiêu. Tăng thân khắp chốn, tại vì sự có mặt của đại chúng là nuôi dưỡng. Hôm nay quý vị đi thật đông, nuôi dưỡng thầy trụ trì, nuôi dưỡng ban tổ chức. Rồi mai này quý vị, hôm nay quý vị là khơi và có ý thức về sự xây dựng của nơi này. Không phải chỉ cần hôm nay mà cần sự đóng góp gia tâm dài hạn, chứ không phải chỉ một ngày một bữa. Tịnh độ của gia đình mình cũng vậy, không phải chỉ ào ào rần rần tới với nhau, mà phải làm sao xây dựng tịnh độ này dài hạn ra. Đừng để cái kiểu là sống mấy chục năm nhưng mà sống trong khổ đau, đi với người đó suốt bao nhiêu năm trời chưa có một ngày hạnh phúc. Cho nên họ chỉ được cái mệnh danh là gì? Sống lâu nhưng mà không có chất lượng. Nhiều khi một cái món hàng đó nó chỉ được gọi là đồ cổ, tại vì nó được mấy chục năm, nhưng mà hỏi giá trị của nó gọi là vô giá. Hỏi tại sao vô giá? Biết giá gì đâu kêu. Mua kiểu nào cũng bị lỗ hết. Thôi để nó thành đồ cổ muôn đời. Chúc đại chúng an lạc. Bây giờ trong khi Pháp Hòa sắp xếp câu hỏi, thầy Chân Tạng lên đây con. Con có bài gì cúng dường đại chúng không? Mời con lên đây. Đây là thầy Chân Tạng, một trong các thầy đệ tử bên chùa. Kỳ này đi với Pháp Hòa để phụ Pháp Hòa Phật sự. Dạ kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, trước hết chúng con xin niệm ơn quý ngài đã tạo duyên cho chúng con trưa hôm nay, cũng như là hộ niệm cho chúng con. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023, đúng ngay ngày rằm tháng 9 năm Quý Mão. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Tịnh Độ thuộc thành phố Lafayette, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, nhân dịp chùa làm lễ đặt đá xây dựng chánh điện, cũng như là kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Và trưa hôm nay đại chúng có khỏe không? Quý vị dùng cơm hết chưa? Thưa đại chúng, Pháp Hòa xin sám hối là Pháp Hòa ngồi dưới này. Là hồi nãy quý thầy sắp cho Pháp Hòa ngồi trên kia.
nhưng Pháp Hòa không dám vì ngồi xa đại chúng quá, cho nên là Pháp Hòa nói thôi à, tự Pháp Hòa đề nghị trước, Pháp Hòa biết là thế nào cũng sắp trên đó, cho nên Pháp Hòa nói một lát nữa xin quý thầy xếp lại cái bàn cho dưới này để ngồi quá cao té nó đau. Xin được sám hối đại chúng vì hồi nãy có một vị hội trưởng của Phật tử đây đó lên nói xin thầy lên lại chỗ cũ để cho ở dưới được thấy, nhưng mà thôi thì bây giờ mình xin phép mình ngồi dưới này, nhưng mà có thể mình đứng nói chuyện cũng được. Và quý vị muốn mà đứng hay ngồi? Cảm ơn. Miệng muốn vậy chứ cũng khấn lắm á. Thôi kệ cho ngồi đi, lát đứng chụp hình chứ. Thưa đại chúng, mà khi mà chúng ta nói đến chữ tịnh độ, và hôm nay có một cái lễ đặc biệt, đó là lễ chúng ta đặt đá để xây chùa. Thường thường khi chúng ta muốn làm một cái việc gì quan trọng như là xây chùa, xây một công trình gì đó lớn lao, thì chúng ta thường có một cái lễ đặt đá hay là lễ động thổ. Có nhiều khi người ta kết hợp hai lễ thành một, tức là đặt viên đá để xây dựng và động thổ. Như vậy hôm nay Pháp Hòa xin thưa một cái ý nhỏ để rồi chúng ta hiểu được đặt đá là gì và động thổ là sao. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có một cái tâm nguyện muốn xây dựng cho đời mình một cái gì đó. Thí dụ như quý vị ở nhà, mình không có xây những cái lớn, nhưng mà xây gia đình, xây dựng hạnh phúc. Vậy thì một vị thầy, một vị xuất gia, một vị trụ trì cũng muốn xây dựng một ngôi chùa, một đạo tràng. Như vậy thì dù bất cứ chúng ta xây dựng lớn nhỏ gì, thì cái việc của chúng ta cần làm đó là chúng ta đặt một viên đá trên cái nền tảng mà chúng ta muốn xây dựng. Như vậy viên đá đó là gì? Viên đá đó là tượng trưng cho một nền tảng, một ý chí. Vì cái viên đá đó nó cứng, nó chắc, và nó để bảo vệ, nó để nói lên cái tinh thần, cái tâm nguyện của mình đặt vào đó. Như vậy chúng ta không phải đợi tới khi nào chúng ta làm chùa chúng ta mới đặt đá, mà tất cả chúng ta khi có một khái niệm thì chúng ta muốn đặt một nền tảng cho cái gia đình mình, cái hạnh phúc của mình. Như vậy đặt đó là gì? Đó là chúng ta đưa cái tâm nguyện, đặt cái nền tảng, đặt một cái ý chí vào đó. Vậy thí dụ như thường người ta làm lễ đó, người ta muốn xây dựng chỗ nào thì tổ chức cái lễ ngay chỗ đó. Hoặc là cái chỗ đó là chỗ xây, nhưng mà có thể nó không tiện để tổ chức. Ví dụ bây giờ muốn xây ở trước đài Quan Âm thì có thể để viên đá ngay đó. Ở đây là cái lễ đài làm lễ, rồi xong rồi một lát mời chư Tôn Đức đến cái chỗ đó để làm cái lễ đặt viên đá xuống và làm lễ. Như vậy thì tất cả chúng ta, không luận là người tu hay là Phật tử, vì tất cả chúng ta khi chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, có một chút ý thức, hiểu biết, thì chúng ta đều đặt cái tâm mình muốn xây dựng cho đời mình một nền tảng gì đó. Cho nên tất cả đều đi học, đi học để biết chữ, hay thậm chí muốn một cái nghề của mình được trọn vẹn, chúng ta phải đi học nghề. Vì nếu không học thì chúng ta không có một cái điểm tựa hay là có một cái khởi chí. Cho nên đặt viên đá đó để nói lên cái chí nguyện chúng ta muốn đặt xuống đó. Động thổ là gì? Theo hiểu nghĩa động thổ tức là mình chạm vào đất, chạm vào đất đó. Như vậy thì tất cả chúng ta sống, chúng ta phải chạm vào cái trái tim, cái tâm linh của nguồn cội của mình. Có bao giờ quý vị nói trời tôi thấy nó mà tôi chấn động tâm can, thì cái giây phút mình chấn động tâm can đó là động thổ đó. Còn nếu mà mình gặp như mà té lửa kêu động đất. Như vậy thì thưa đại chúng rằng một gia đình hạnh phúc cũng phải đặt đá và phải động thổ. Động thổ tức là cái ngày mình gặp nhau đó,
hai người mình gặp nhau, mình thương nhau đó là mình động tim của mình, động tâm của mình. Và kể từ đó mình đến với nhau là mình muốn đặt một cái nền tảng cái hạnh phúc. Một vị thầy trụ trì muốn xây dựng một ngôi chùa, không phải ngôi chùa không, xây giảng đường, xây nhà bếp. Thường thường người ta đều làm cái lễ, một là lễ động thổ, nếu không có đơn giản khỏi lễ đặt đá thì động thổ cũng được. Vì sao? Vì đất ở đó, chúng ta phải làm một cái lễ đó để chúng ta lấy tay, chúng ta dùng một cái vật gì đó chạm vào đất đó, để đất đó trở thành một cái khí thiêng. Ngày xưa có một câu chuyện á, là ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài đến được nhận y bát từ Ngũ Tổ á, thì ngài đến núi Bảo Hoa, có chùa Bảo Hoa. Và ở nơi đó không có nước, thì tổ mới lấy cái tích trượng của tổ ra phía sau á, và tổ chống cái gậy xuống, thì ở dưới đó một cái nguồn nước phúng lên. Và từ đó người ta gọi cái suối ở đó, vì nó có sẵn cái tên là Tàu Khê, cho nên Lục Tổ đã trụ ở đó và để giảng dạy ở đó. Và từ đó cái dòng thiền của Tổ Huệ Năng được gọi là dòng Tàu Khê, thiền Tàu Khê. Cho nên mình mới có cái bài Tàu Khê một dòng biết chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần. Tàu Khê là tên của một chữ khê là suối. Và xin thưa ngày nay vị nào đi hành hương về Quảng Châu, đi thêm khoảng 6 tiếng đường xe xuống Thiều Quan, sẽ gặp chùa, sẽ đến được chùa Bảo Hoa. Và đi phía sau ngôi chùa đó thì cái dòng nước đó tới ngày nay vẫn chảy cho tới bây giờ. Và thường người ta đến đó lễ tổ xong thì ai cũng ra phía sau đó để lấy tay rửa mặt ở trong cái dòng nước Tàu Khê đó. Thường nhà Phật gọi là chấn tích, tức là mình chống gậy mình tới đó, trụ cái tâm mình ở đó, trụ đời mình ở nơi đó, gọi là chấn tích. Mình trấn cái gậy xuống, tích là gậy. Và thường thường ngày xưa các tổ đi lên núi thường chống gậy, và khi muốn chọn đất nào rồi thì chống gậy xuống. Ngày nay chúng ta không chống gậy, tại chưa đủ già. Và chúng ta lấy một cái viên đá để làm cái nền tảng xây dựng. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đặt viên đá ở một ngôi chùa có cái tên là Tịnh Độ. Vậy thì chữ Tịnh Độ là gì? Thật ra chữ Tịnh Độ là mình nói gọn từ 4 chữ là quốc độ thanh tịnh. Hai chữ Tịnh Độ là rút gọn lại từ 4 chữ quốc độ thanh tịnh. Quốc độ là gì? Là cái nơi chốn. Tiếng Tàu viết là chữ thổ, nhưng người Việt đọc là chữ độ. Thí dụ như chúng ta đọc, đâu có ai đọc là thổ độ đâu, thổ địa. Nhưng mà khi chúng ta viết chữ Tịnh Độ, tức là tịnh thổ, người Hoa đọc là tịnh thổ. Chúng ta phiên âm lại chữ thổ là độ. Độ là nơi chốn, là quốc độ. Như vậy thì theo cái nghĩa thường của Phật giáo á, Tịnh Độ là ở cái nơi chốn thanh tịnh. Hay nói cách khác là muốn chỉ cho cõi Phật A-di-đà, hay là bất cứ một cõi nào mà của chư Phật ở, chỗ đó gọi là Tịnh Độ. Đó là một nghĩa. Nhưng cái nghĩa rộng rãi, nơi nào có sự an tịnh, an vui, hòa hợp, nơi đó là Tịnh Độ. Như vậy chùa này là chùa Tịnh Độ. Còn tất cả các chùa khác không phải Tịnh Độ sao? Tất cả các chùa khác cũng đều là Tịnh Độ hết. Và chùa này được gọi là Tịnh Độ. Như vậy thì không phải ngôi chùa này được clean up, dọn dẹp, được sạch sẽ gọi là Tịnh Độ, mà chính mỗi người trong đó cũng là mỗi thành viên bằng sống bằng cái thanh tịnh quốc độ nơi tâm của mình. Trong kinh Di Đà nói, ở cõi Cực Lạc có một vị giáo chủ
tên là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Có Quan Âm Thế Chí phò tá cho Phật Di Đà, có chư thánh chúng. Và ở đặc biệt là cái cõi đó, đặc biệt là cái cõi đó là chim hót. Người ta nghe chim hót cũng ra bài pháp, gió reo cũng ra bài pháp. Và người ở quốc độ đó mỗi buổi sáng không làm gì hết, chỉ bước ra cửa là thấy hoa rơi từ trên trời xuống, rồi lấy cái giỏ hứng hoa, rồi đi mười phương quốc độ cúng dường. Cúng dường xong rồi trở về ăn cơm. Như vậy thì trong một gia đình của chúng ta, gia đình mình có phải là một tịnh độ không? Và mình có cần những vị giáo chủ ở trong gia đình đó không? Tức là cha, là mẹ, là chồng, là vợ. Và các con của mình chính là thánh chúng ở trong đó. Và cái cõi tịnh độ đó không phải chỉ có người không, mà vật cũng phải là tịnh độ. Nghĩa là cây mà gió mà reo, lá reo thì cũng hiện lên những bài pháp. Như vậy thì những cái gì ở trong đó muốn nói gì? Trong gia đình của mình, không phải những con người tịnh độ không, mà ngay cả những vật ở trong đó, cái nào mình thấy nó cũng kỷ niệm hết. Thí dụ như hồi xưa mình với ba mình đi sắm một cái bức tranh, giờ mình treo vô đó, ba giờ mất rồi, tự nhiên mình đi ngang mình thấy bức tranh đó, khởi tâm bức tranh này là hồi đó mình đi với ba mình sắm nè, mình với chồng mình đi mua một cái nồi cơm điện, bây giờ mỗi lần thấy nồi cơm điện là thấy kỷ niệm với chồng mình. Như vậy quý vị có để ý, có phải tất cả những vật trong nhà của mình đều có kỷ niệm hết không? Có khi mình tự đi mua, có khi mình đi mua với con, có khi mình đi mua với chồng, có khi mình đi mua với mẹ, có khi mình đi mua với cha. Và trong một ngôi chùa cũng vậy. Chùa Pháp Hòa bây giờ Pháp Hòa đi chỗ nào, gấp món gì, Pháp Hòa cũng nhớ cái kỷ niệm đó hết. Thí dụ như ở trên bàn tổ Trúc Lâm có cái bộ chuông mỏ. Bây giờ cái bộ chuông mỏ để ở bàn tổ đó, mà mỗi lần gặp cái bộ chuông mỏ đó là Pháp Hòa nhớ đây là bộ chuông mỏ đầu tiên nhất mà chùa Trúc Lâm kể từ khi thành lập có được bộ chuông mỏ này. Mà bây giờ chùa có to có lớn, có thỉnh bộ chuông mỏ lớn, thì bộ chuông mỏ đó vẫn giữ đó để làm cái kỷ niệm cái ngày đầu tiên chùa Trúc Lâm thành lập. Đó là mình nói một ví dụ thôi, còn chưa nói những cái món li ti lẳng tắng ở trong chùa. Pháp Hòa vẫn giữ đó, nhưng mà mỗi một lần mà gặp thì tự nhiên chúng ta có một bài, một kỷ niệm lại. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng trong quan niệm của Phật giáo, tịnh độ không có phải ở đâu xa, mà tịnh độ ngay trong cái gia đình của chúng ta. Cha mẹ, vợ chồng, con cái đều là những bậc thiện tri thức có mặt trong cái cõi đó. Có phải là mỗi ngày chúng ta gặp nhau, rồi ngày nào chúng ta cũng cúng cho nhau không? Gặp nhau là chào nè, hỏi thăm nè. Chứ vợ chồng mà gặp nhau từ sáng tới tối không nói một câu gì, cái này là tịnh độ im lặng. Và tịnh độ là cõi đó có thể nói chuyện được, đi qua lại một cách dễ dàng. Sáng ra là xách giỏ đi làm, chiều về cái cõi tịnh độ của mình. Nhưng mà tịnh độ đó là một tịnh độ môi trường mà mỗi người sống ở trong đó cũng đều là một người sống bằng cái cõi tịnh độ đó. Cho nên khi nói tới tịnh độ thì chúng ta phải hiểu rằng tịnh độ là một nơi chốn an tịnh, mà không phải chỉ riêng một nơi nào, mà tất cả nơi chốn nhà cửa chúng ta ở là tịnh độ. Thậm chí tâm thức của chúng ta cũng phải là tịnh độ. Nếu như cái tâm thức của mình mà tịnh độ rồi thì mọi thứ xung quanh, cái nhìn, cái nói, cái cử chỉ cũng là tịnh độ. Ngày hôm bữa Pháp Hòa có gặp một anh Mỹ. Anh có hỏi Pháp Hòa một câu như thế này: Do you believe evil? Is there evil people? Thầy có tin rằng cái xấu ác và con người xấu ác không? Pháp Hòa nói có, nhưng mà con người bị cái pháp xấu chứ con người không có xấu. Cho nên nếu mà muốn, như khi mình sống trong cuộc sống chúng ta thấy ai mà xấu
xin phép đại chúng, nhiều khi mình tức mình nói diệt nó đi, nhưng mà thật sự con người bị ảnh hưởng cái pháp xấu. Thành thử muốn diệt là diệt cái pháp xấu chứ không phải diệt con người, vì con người ảnh hưởng của cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ mình làm sao mình dạy cho con nít đừng chửi bậy. Chửi bậy là một pháp xấu, mà hễ mà cái tiếng chửi bậy đó qua đứa nhỏ thì đứa nhỏ để bị ảnh hưởng của cái chửi bậy, chứ còn nó đâu có biết chửi bậy. Nhưng mà cái câu chửi thề chửi bậy đó là ảnh hưởng đứa nhỏ. Như vậy câu chửi thề chửi bậy là pháp xấu mà nó ảnh hưởng đến con người. Cho nên cái môi trường chúng ta sống rất là quan trọng. Cho nên thỉnh thoảng mình phải mở cửa sổ để cho ánh nắng vào, mở cửa sổ cho không khí trong lành nó vào, và thậm chí mình phải mua thêm một cái máy lọc bụi để cho cái ngôi nhà mình, cái không khí nó được trong sạch. Nhưng mà chúng ta chưa hề đặt một cái máy nào để thanh lọc thanh lọc trong nội tâm hết. Cho nên nội tâm vẫn đục, nhưng mà mình hít thở bên ngoài, mình muốn một không khí trong lành, nhưng mà nội tâm chưa trong lành. Vậy thì cái chúng ta đang tu tập hay chúng ta đang hướng đến là làm sao cho nội tâm được thanh lọc. Mình thanh lọc từ cái nhìn, thanh lọc từ lời nói, thanh lọc từ cái cử chỉ của mình, thì tự nhiên quốc độ của mình thanh tịnh. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật á, kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức là mỗi khi cái tâm mình tịnh là cái cõi Phật tịnh. Dục tịnh kỳ quốc, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn tịnh độ, muốn tịnh độ cái quốc độ đó thì trước hết phải tịnh độ cái tâm mình, phải làm cho cái tâm mình được tịnh độ. Cho nên cái người mà trong sáng lời nói họ cũng trong sáng, cách hành xử trong sáng. Cho nên hôm nay chúng ta xây dựng ngôi chùa, đặc biệt chùa này tên là Tịnh Độ. Những Phật tử thuần thành của chùa này phải làm sao sống từ ngôn từ, từ cử chỉ, từ hành động, nó toát lên được cái bản chất của tịnh độ, thì cái ngôi chùa này nó mới mang đúng ý nghĩa của nó là tịnh độ. Ví dụ đi chùa tịnh độ mà mình đối xử với nhau không dễ thương, mình la người này, mình hét người kia, mình sắc xéo với người nọ, thì người ta nói rủ đi chùa, đi chùa nào, đi chùa tịnh độ, thôi thôi chùa đó tôi cũng đi đâu. Thì khi mình nghe nói như vậy thì mình phải biết rằng quốc độ của mình đang bị nhiễm ô, chúng ta cần làm cái gì đó để thanh lọc. Cho nên trong một ngôi chùa, không phải chùa này không, bất cứ ở đâu cũng vậy thôi, mà gia đình mình cũng vậy. Thí dụ mình cha mẹ mà mình sống làm sao mà đến khi mà nói đứa nhỏ đó con ai vậy, nói con ông bà nó, thôi thôi đừng đụng cha mẹ nó dữ lắm. Tại mình biết là giáo chủ ở cõi đó không phải thuyết pháp, mà giáo chủ đó có ảnh hưởng đến cái nhiễm ô. Cho nên ngược lại với tịnh độ là gì? Là uế, là uế độ. Mà quý vị thấy bây giờ miếng đất này, ngay miếng đất này, ngày hôm nay là miếng đất trống, chúng ta muốn ngồi đây chúng ta phải dựng một cái lều, trải những cái tấm bạc để chúng ta có chỗ chúng ta ngồi, không có gì hết. Nhưng có thể một năm sau, hai năm sau, ở đây một đạo tràng được xây dựng. Như vậy có phải từ một miếng đất trống hoang dã, nhưng với kiên trì quyết chí chúng ta có được một ngôi chùa. Cũng như thế thôi, đại chúng nhớ là tịnh độ được xây dựng bằng cái uế độ. Một căn nhà cũ mục mình mua về, có phải là trong vòng 2 tháng 3 tháng sau là tự nhiên căn nhà đó sạch sẽ rồi? Nó sạch sẽ là nhờ gì? Nhờ cái gì? Nhờ mọi người trong đó chịu khó dọn dẹp nó, lau chùi nó, sơn vết lại. Từ một căn nhà dơ bẩn, bây giờ nó trở thành một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp. Ở nơi chúng ta cũng vậy. Cái uế, cái tịnh nó không ngoài cái uế, cái sạch nó không ngoài cái dơ. Chẳng qua nó vẫn sạch, nhưng tại chúng ta làm nó bừa bãi thôi. Bây giờ dọn dẹp lại là nó gọn gàng, nó đâu vào đó. Bữa nay quý vị đi xung quanh đất chùa, có thể quý vị sẽ thấy
chỗ này nồi, chỗ kia chảo, chỗ kia ghế, chỗ kia bàn. Vì giờ nó đang bề bộn của một cái lễ. Rồi ngày mai này cả chùa xúm nhau dọn dẹp, chừng tuần lễ sau đâu vào đó hết. Bàn vô kho, ghế vô kho, khăn trải bàn được giặt xếp sạch sẽ, tượng Phật vân vân, tất cả đều ngăn nắp. Như vậy chỉ cần chúng ta có gia tâm dọn dẹp, chịu khó, thì chúng ta sẽ lập tức biến cái chỗ đó từ cái chỗ dơ bẩn bừa bãi thành một cái chỗ yên lắng sạch sẽ. Quốc độ chúng ta cũng thế, tu tập cũng như thế. Cho nên hôm nay chúng ta đi chùa đặt một giữ lễ đặt đá, mà nhiều khi đời mình giữ được một lễ thôi, hoặc là có khi mình chưa bao giờ giữ lễ đặt đá hết. Vậy thì xin thưa đại chúng rằng đặt đá lễ này, đây là tại chùa ở đây xây, rồi tất cả quý vị chúng ta ngồi đây ai mà không có một gia đình. Nhưng mà mình đã hỏi lại gia đình mình đã đặt một viên đá chưa? Đặt là gì? Để vào đó. Mình đặt để vào đó một nền tảng, một ý chí mà nó vững chắc như viên đá này, để rồi từ đây nó xây dựng lên. Cũng như một vị thầy đặt đá, thí dụ như thầy Chiếu Biên, mấy năm nay về ở đây, thầy đã trấn tích về đây, trụ ở lại đây, và thầy quyết chí cùng với Phật tử làm một cái việc gì đó cho đạo tràng này. Cho nên cái ý chí này là cái tảng đá hôm nay đó. Rồi quý vị phải làm sao tảng đá này nó phải phát lớn lên, nó phải rộng rãi lên. Mà muốn được như vậy thì tất cả những dân chúng ở trong quốc độ này phải hợp tác với nhau, phải làm sao cho nó được hình thành cho tốt. Muốn như vậy, chúng ta phải có một cái ý nghĩa là chúng ta phải chịu khó học hỏi. Làm mà không học, học mà không hỏi thì không thể thành. Cho quý vị thấy ở trong các cơ quan không? Lâu lâu người ta phải gửi nhân viên đi training, đi update đi upgrade cái hiểu biết của mình về mỗi một bộ môn để trở về làm cho tốt hơn. Rồi quý vị lâu lâu phải đi gì? Có những cái hội chợ, có những cái hội thảo mà người ta có những cái buổi triển lãm về những cái sản phẩm mới nhất của cái ngành nghề của mình. Ví dụ như mình làm nhà, lâu lâu người ta có những cái show để người ta cho mình biết những sản phẩm mới. Phong Hòa đi dự, có một lần vô tình được đi dự một cái lễ triển lãm Phật giáo. Mà quý vị biết cái triển lãm đó mà không thiếu bất cứ một cái gì liên quan đến Phật giáo trong cái hội trường đó. Mà muốn đi giáp hết để mà tham quan phải 3 ngày. 3 ngày hoặc 5 ngày mới giáp hết cái hội trường đó. Nội cái nhang thôi là người ta buộc không biết bao nhiêu gian hàng nói về nhang. Rồi người ta mang những tượng đá, cổng tam quan, tất cả những sản phẩm từ bên ngoài lẫn bên trong, chưa nói đèn, chuông, mỏ, chuỗi, cái gì liên quan tới Phật giáo, người ta đều đem vào trong một cái triển lãm đó. Mà muốn đi coi, mà muốn đi thưởng thức, đi nghĩa là chụp hình, đi thưởng thức, đi hỏi giá, đi vân vân, phải 5 ngày trong cái hội trường đó. Mà một năm người ta làm 2 lần vậy đó. Có những công ty làm tượng Phật, họ chở những cái tượng Phật đặc biệt của họ đến, họ triển lãm trong cái chỗ đó. Để người ta, tại vì nhân cái cơ hội đó rất nhiều chùa, rất nhiều người đến đó xem cái sản phẩm, và người ta có thể đặt sản phẩm đó. Thì chúng ta cũng vậy. Mình muốn có được một cái ngôi nhà hạnh phúc, chúng ta phải chịu khó học hỏi. Mình đừng có cố chấp. Tôi cha nó cần gì phải học, mình là ba nó, mình có thể sanh nó, nhưng mà có thế gian này có nhiều thứ mình chưa biết. Mà mình chưa biết thì mình chưa đi theo kịp nó, mà không đi theo kịp nó độ nó không được. Mình phải biết nó làm sao mình mới độ nó được. Cho nên nhiều khi cha mẹ mà ở đây á, cách đây có những cặp vợ chồng, người ta sống khoảng cách rất là xa, tại vì người ta theo cái kiểu là chồng nói vợ phải nghe, mà nói theo cái từ ngày xưa là chồng chúa vợ tôi. Thì quý vị biết, có một người vợ nói: anh
mình ngoài làm vợ chồng ra có thể là mình làm bạn với nhau được không? Làm bạn để làm gì? Để có thể chia sẻ. Cũng giống như ngày nay mà thầy với trò cũng có thể là bạn. Tại vì nếu mà thầy trò mà không nói với nhau được, gặp nhau chỉ biết run rẩy bưng ly trà lên rồi run rẩy bưng xuống đó, thì thầy mãi mãi ở trong phòng, thầy kêu mới dám vô, còn không kêu không dám vô, và gặp thầy không dám nói gì hết. Tại vì thầy trò có một khoảng cách quá xa. Cho nên chúng ta làm sao giữa thầy trò như một người bạn có thể chia sẻ được. Tại vì thầy cũng một con người thôi, thỉnh thoảng thầy cũng cần một người bạn để chia sẻ những nỗi niềm của mình, để trải lòng. Cho nên người đệ tử có thể trải lòng với thầy mình và không có ngại ngùng gì hết. Tại vì thầy mình chỉ có thương mình chứ không có ghét. Thầy mình sẽ lắng nghe mình, hiểu mình và tìm cách trợ duyên cho mình trên bước đường tu học. Thậm chí mình có những cái khó khăn gì trong đời sống tu tập của mình, từ tâm lý, sinh lý, mình vẫn có thể nói với thầy. Tại vì thầy là người đi trước mình, có thể có những kinh nghiệm và có thể chia sẻ với mình. Thành thử ra mình làm sao giữa mình. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Di Đà đó, khi nói đến Phật Di Đà thì mình tưởng tượng hình ảnh của Ngài ra sao? Ngài đưa cái tay đi đâu? Duỗi cánh tay xuống. Vậy thì Phật Di Đà duỗi cánh tay xuống nó để làm gì? Thường thường chúng ta để làm gì? Tiếp dẫn phải không? Phải tiếp dẫn không? Nhưng mà cánh tay đó đưa xuống để làm gì? Để có sự truyền thông giữa mình với Phật. Cho nên là tất cả các Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật Di Đà, khi mà các vị tạo hình tượng của Ngài là các vị đưa cái cánh tay xuống để Đức Phật với mình là một sự tiếp nối. Mình là tiếp nối của Phật và Phật trao truyền xuống cho mình. Nhưng mà nhiều khi Phật muốn dẫn dắt mình mà mình không hề đưa tay cho Phật cũng đâu dẫn dắt được. Cho nên phải có một cái training. Mà trong kinh Phật dạy á, người nào muốn chói sáng người đó phải chịu học. Không học là không chói sáng. Tại vì không học là không biết, mà không biết thì không thể chói sáng ở trong đại chúng được. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, người nào muốn chói sáng người đó phải chịu học. Vì có học thì người đó mới chói sáng ở trong chúng. Ở đây không phải là mình muốn show off, mình muốn khoe khoang, nhưng mà mình muốn là một cái người giỏi trong chúng thì chúng ta phải học. Vì trong đại chúng sẽ có những người kỳ đặc. Hồi nãy khi mà ngồi ăn trưa thì ở trên này quý thầy ngồi gần với hòa thượng chứng minh, thì trong khi trao đổi một vài câu chuyện đời sống thì hòa thượng dạy một câu. Hòa thượng nói trong bất cứ thời đại nào, dù có nhiễu nhương, có khó khăn, thì ở trong cõi này vẫn có những bậc thánh nhân, những bậc kỳ xuất đặc biệt có mặt trong cuộc đời này. Nhưng mà người ta ẩn, mình không biết thôi. Và đến khi nào đó người ta sẽ có mặt. Cho nên trong con cái mình, nhiều đứa nó ẩn tài đó mà mình không thấy đó. Hoặc là tài của nó mình thấy mình không có chịu khai thác làm cho nó phát triển. Cho nên tối nay nè, tối nay sẽ có lễ thắp đèn. Thắp đèn là gì? Bật sáng một ngọn đèn của chính mình và lấy ngọn đèn đó sáng cho người. Và khi chúng ta cầm hai ngọn đèn, chúng ta soi cho nhau. Cho nên ở trong chúng mình thấy ai giỏi, mình phải khơi cái nguồn giỏi của người đó để mình có nhân sự, để mình có công, mình được thành tựu được nhiều hơn trong đạo tràng của mình. Ai biết cắt cỏ nhờ cắt cỏ, ai biết rửa chén mình nhờ rửa chén. Cái gì mình cũng thầu hết thì mình làm sao nói. Cho nên nếu trong chúng ai có những khả năng gì, mình phải bật sáng cái khả năng đó lên. Cho nên tối nay lễ thắp đèn là vậy đó. Tự mình cũng phải soi sáng mình và mình phải bật sáng cho người khác. Cho nên trong nhà Phật hay có cái lễ thắp đèn, trao cái ngọn đèn đó xuống, gọi là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng tức là mồi đèn, tục diệm là tiếp cho ngọn lửa, làm cho cái đèn, cho ngọn lửa đó mãi mãi không tắt. Và quý vị thấy hồi sáng có những cái lời nói trong cái buổi lễ rất cảm động. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, có thịnh có suy,
nơi nào có Phật tử, nơi Việt Nam nơi đó có ngôi chùa, lớn nhỏ gì cũng có một ngôi chùa. Và hãy ngôi, dù cho ngôi chùa đó như thế nào đi nữa, thịnh suy như thế nào, đâu đó vẫn còn những người trung kiên với ngôi chùa đó. Cho nên đâu bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn còn những người trung kiên với đạo, trung kiên với Phật pháp. Như vậy chữ đạo ở đây, như lời Hòa Thượng dạy, không phải là một tôn giáo, mà là gì? Chánh pháp, là chân lý. Bất cứ ở nơi nào chân lý còn thì nơi đó sẽ được sáng soi. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta cũng có một ngọn đèn chân lý của chính mình, và ráng làm sao đặt cái nền tảng đó, xây dựng được cái nền tảng đó, và phải tác động tâm mình, nó phải khởi phát. Cho là động thổ. Động thổ là mình lấy cái cây xẻng, mình chạm vào đất, mình xúc đất lên. Ground breaking. Vậy thì mỗi người chúng ta sống mà tâm không bao giờ biết rung chuyển trước những khổ đau của người khác, dù là người thân mình, mình cũng thờ ơ mặc kệ. Hỏi sao vậy? Nói tôi lúc này tu rồi. Tu là sao? Không màng tới ai nữa hết. Cái này là tu trật nha. Tu mà biến mình thành nó lạnh lùng, không biết ngó ngàng tới người thân. Các con giờ không, nó muốn ăn gì nó ăn, con ăn gì ăn đi, con má bận tụng kinh. Cái này là mình không biết tu đó. Cho nên làm sao mình thấy được cái khó của người khác mà tâm mình tác động. Cái tác động không phải là mình bị người ta lôi cuốn, nhưng mình có sự chuyển động của tâm để cái lòng từ bi của mình nó có mặt. Như hồi sáng lời dạy của Hòa Thượng chứng minh, nếu trong cuộc đời này chúng ta làm bất cứ việc gì mà không có lòng từ bi, chúng ta làm không có trọn vẹn. Hồi sáng này có hai em, một người David, người gì Pháp Hòa quên rồi, nhưng mà không phải người Việt, đám cưới với một cô Việt Nam đó. Rồi hai em nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó xin thầy có lời chúc phúc. Thì Pháp Hòa mới nói với hai em, thầy biết rằng hai em đã thương nhau rồi, nhưng mà để cho tình thương này được kéo dài mà đẹp nữa, kéo dài mà phải đẹp nữa nha. Trời ơi, có những cuộc tình nó kéo dài tới 60 năm mà đau khổ đó. Thật ra nếu có những cuộc tình kéo rất dài nhưng mà nó không có đẹp, nó không có hạnh phúc gì hết á. Chẳng qua là mặt mũi, chẳng qua là sợ con cái nó bơ vơ thế này thế kia, rồi chúng ta ráng gượng gồng mà sống với cái người đó, chứ còn hạnh phúc không có. Thành nữ đó là cái gì? Đó là chịu khổ trong một cảnh địa ngục. Thành nữ mình nếu như hôm nay mà chúng mình biết đi chùa tịnh độ rồi á, làm lễ đặt đá và động thổ rồi, và nhờ thầy động vô tâm mình cái nữa, mình về mình xây lại trái tim của mình, mình hỏi rằng xưa giờ mình có sống bằng trái tim mùa đông không? Hồi xưa giờ mình có hát cái bài mà nếu anh nói anh đã yêu em thì thật ra anh đang dối lòng. Thành nữ ra mình ráng làm sao cho cái người đó sống với mình được dài hạn. Người đó đã đi với mình được một khoảng đường dài nhưng ngó lại. Ở đây không biết quý vị có bao giờ mình đi chung với một cái người nào đó, tự nhiên mình đi hồi cái mình thấy mình lơn tơn ở mình ở trước á. Có không? Ủa, nó đâu rồi ta? Ngó lại. Thành nữ mới hoài mới nhắc hoài đó. Nếu mình muốn đi nhanh thì đi một mình. Nếu mình muốn đi đến chỗ, đi cả hai. Tại vì trong số hai người sẽ có một người chậm hơn mình. Nhưng mà mình đã biết đi nhanh thì đâu có ngại gì lui lại để đi cùng. Thành thử lâu lâu á, quý vị biết không, trong kinh kể là Đức Phật đi với Ngạ Nan á, thỉnh thoảng đi xuống New Orleans sẽ đi đâu vậy đó, hay là đi xuống Houston. Lâu lâu Đức Phật nhìn lại Ngạ Nan, Đức Phật hỏi thầy A Nan, thành phố này có đẹp không? Để làm chi vậy? Để gọi người đó trở về. Và để như thế nào để chúng ta quan tâm nhau?
Thành thử chúng ta sống với nhau, chúng ta đi chung một con đường mà đôi khi chúng ta chỉ đi trước mà chúng ta quên quay lại. Và ai đó thỉnh thoảng điên đoạn rồi quay lại thấy người của mình, người thân của mình tuốt ở làm sao ấy. Cái bắt đầu mình kiếm chỗ mình ngồi, hỏi làm gì đó, mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và từ đó mình mới thấy rằng mình đi chi một mình rồi cuối cùng phải ngồi chờ người đó. Và quý vị biết không, mình đi mình là khỏe, cái người đi làm sao ta tủi thân lắm. Và lúc đó người ta hát không có lên lời, mà suốt vậy mấy mươi năm trời. Cho nên mình sống với nhau, đi với nhau một khoảng đường dài, thì chúng ta hãy nên nhìn lại mình và người đó đi một khoảng dài đến đây và đã đi như thế nào. Đã đi một mình, đi trong đơn độc, hay đi trong vui vẻ, đi trong bình an. Thật ra nhiều khi sống với nhau mà không có thoải mái để bày tỏ, mà phải nhìn sắc mặt nhau để sống, khổ lắm. Phải nhìn sắc mặt nhau để sống là một cái niềm đau nỗi khổ, và đó là một cái cảnh của địa ngục. Cho nên Diêm Vương mà quỷ sứ tội nhân mà muốn vô thưa gì phải nhìn mặt Diêm Vương. Nếu mà bữa nào cũng vui vui mới dạ bẩm Diêm Vương. Có một cái con dê kia nó bị người ta giết, nó xuống nó trình Diêm Vương, nó nói dạ thưa ngài, con khổ lắm vì loài người giết con. Ông mới hỏi giết sao? Dạ họ cắt cổ con, họ làm này rồi họ ướp gia vị vô, rồi xong rồi họ đem lên lò họ nướng rồi đủ thứ, rồi nó bốc mùi rồi ngồi xé. Diêm Vương đập bàn cái bóp, im đừng có kể, ta thèm. Sắc diện. Thì thưa đại chúng, là nhiều khi mình sống trong một căn nhà được mệnh danh là một căn nhà hạnh phúc, và chúng ta có những bài hát rất là lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình sắm nhà lầu. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình sắm xe hơi. Lâu lâu mình sắm này, lâu lâu mình sắm kia. Nhưng mà từ từ rồi, từ ngày cái đó nó vô cái mình bán từ từ. Vậy cho nên mình sống với nhau, mình được gọi là xây dựng một căn nhà. Trong cái tuần lễ này, hôm qua Pháp Hòa làm lễ đám cưới cho một cặp trẻ ở tại Alabama, và sáng hôm nay Pháp Hòa lên đây cũng hai em trẻ. Tuần 2 ngày Pháp Hòa có hai cặp trẻ làm đám cưới, và Pháp Hòa đều nhắc các em như vậy. Đây là bữa nay hai con mới bắt đầu một cuộc hành trình, và lúc mới cưới nhau nắm tay nhau nhìn nhau. Ngày hôm qua Pháp Hòa không có, thường thường mấy thầy hay nói con hãy nói theo thầy, thì mình sẽ nói anh xin nhận em làm vợ chính thức của anh. Rốt cuộc mình nói không. Hôm qua thôi, bữa nay thầy không nói, con phải là người nói. Thì đứa vợ nó nói xong nhìn mình, nó đừng nhìn thầy. Em xin nhận anh làm chồng, mà nhìn mình là mình bắt cỡ không chứ. Ông Hòa mới ra dấu nó nhìn người kia. Mình nói với người đó, mình hãy nhìn người đó. Tiếng Mỹ gọi là eye contact. Có nhiều khi mình sống một chập rồi á, mình chỉ muốn nói chuyện mà không muốn nhìn. Thậm chí nói mặt mũi mình nhìn chỗ khác. Thành thứ một cái tịnh độ này bây giờ bắt đầu nó méo mó, và bắt đầu chữ đổ nó thành ra chữ đổ. Đổ mà đổ lửa. Thưa đại chúng, khi chúng ta nói tới danh từ tịnh độ thì chúng ta đừng nghĩ rằng nó ở một cõi phương trời nào xa xôi, mà nó ngay trong cái dưới chân chỗ mà chúng ta đang sống. Cho nên có cái bài hát đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Có ai nhớ bài đó không? Đây là tình đồ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Phật là lá chín, Pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra
trúc lây tâm không ràng buộc, tiêu giao tháng ngày tâm không ràng buộc, tiêu giao tháng ngày tâm không ràng buộc, tiêu giao tháng ngày. Và bây giờ mình hay hát cái câu cuối là tâm không ràng buộc đi chơi suốt ngày. Tâm không ràng buộc đi chơi suốt ngày. Vậy bây giờ trong lòng mình có tịnh độ, và từ cái tịnh độ nhỏ này nó sẽ cùng đóng góp có một tịnh độ lớn. Tại vì mỗi người là một quốc độ, mỗi người là một tịnh độ. Cho nên trong ngõ ngách của tâm, mình suy nghĩ cái gì chính mình biết. Mình tốt, mình xấu, mình hay, mình dở, mình tham, mình sân, như thế nào mình tự biết lấy. Và mình làm sao thanh lọc những cái bụi bặm đó, để rồi chúng ta thả ra trong một cái bầu không khí trong nhà của mình một cái thoáng khí, để cho người ta hít thở được dễ dàng. Đi tới đâu mà mình bước vô mình thấy cái chỗ đó, sao người với người hình như họ không nhìn nhau, họ nói chuyện với nhau, mình thấy ngọt ngạt lắm. Mình thấy ngọt ngạt lắm. Và thậm chí lỡ mua vé lâu quá rồi, chứ nếu được đổi ngày mình cũng về sớm nữa. Tại mà ở đây chắc mình đứt thở mình chết, tại mình đi đâu cũng không dám làm gì, mình không thoải mái. Mặc dù được lúc đi mình đã chuẩn bị tinh thần rất thoải mái, nhưng khi mình tới chỗ đó thì mình không cảm thấy thoải mái. Cho nên mình cố gắng mình làm sao mình từ thanh lọc, từ cái cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Và mỗi người chúng ta tự thanh lọc lấy mình để có một gia đình trong sạch. Và chính con của mình, cái đi của ba, cái nói của mẹ, cái dọn cơm dọn chén của ba, của mẹ, của gia đình đều là những cái hạnh phúc của con. Cho nên thưa đại chúng, cách đây mấy ngày Pháp Hòa có nói chuyện với một cặp vợ chồng người ngoại quốc. Thì khi họ đến nói chuyện thì Pháp Hòa có chia sẻ với họ, đạo Phật không phải là bỏ bên này đi bên này. Và quý vị đừng làm sao mà để cho con mình á, nó thấy có hai thái cực. Ví dụ vậy nè, khi mà cha mẹ muốn dạy con á, thì cha mẹ nên ngồi lại và bàn với nhau. Để làm gì? Để khi con nó đến với ba, nó cũng nghe cùng một câu chuyện, câu trả lời đúng như vậy. Khi nó đến với mẹ, nó cũng nghe như vậy. Mà nếu chúng ta không khéo á, chúng ta giải quyết bằng cách là mẹ giải quyết hết, thì đứa con nó sẽ trong đầu nó muốn cái gì, nó đi tới ai? Nó đi tới người mẹ. Như vậy chúng ta đã làm cho cái gia đình chúng ta bị lệch. Là trong đầu óc của đứa con mình, nó chỉ biết mẹ mà nó không biết cha, vì cái cách sắp xếp của chúng ta. Và ngược lại, nếu mà chúng ta làm sao đó mà để cuối cùng đứa con nó chỉ nghĩ muốn cái gì là tới ba là được, cũng không nên. Như vậy trong khi sống chung, chúng ta phải làm sao bồi đắp cả hai. Đây là tinh thần trung đạo mà nhà Phật muốn nói, chứ không phải là mình bỏ bên này đi bên này. Vậy thì cái dấu chấm mà Đức Phật chấm ngay đây nè, là biểu tượng của tinh thần trung đạo. Biểu tượng trung đạo nghĩa là làm sao trong ba có mẹ, trong mẹ cũng có ba. Và làm sao đứa con đó, trong đứa con có cha mẹ. Cho nên quý vị phải đọc cái bài đó: con có cha trong con có mẹ trong con, nhìn mẹ cha con thấy, cha mẹ có trong con. Một cái bài tụng rất đơn giản thôi. Làm sao đứa nhỏ đó tuyên bố được: con có cha trong con có mẹ trong con, nhìn mẹ cha con thấy, cha mẹ có trong con. Nếu như hai vợ chồng chia tay, và có trường hợp là con nó sẽ ở với mỗi người vài ngày, thì quý vị sẽ thấy cái lệch lạc của hai cái tư tưởng dạy con. Và từ đó trong lòng một, tại vì có một người trong đó sẽ muốn lấy lòng đứa con và sẽ chiều đứa con bằng đủ cách. Nó muốn cái gì nó có cái nấy. Một người khác có tinh thần đạo đức hơn,
Nói như vậy không phải người kia không có tinh thần đạo đức, nhưng vì muốn đứa con phải đứng về phía mình, cho nên đã chiều đứa con vô tội vạ. Và người mẹ thì khác, không, mẹ phải dạy cho con biết tri túc, biết sống. Cho nên khó khăn với nó một chút. Cho nên những ngày nó sống với mẹ, nó cảm thấy nó ngợp lắm. Tại vì nó phải theo cái cách của mẹ, là ăn xong phải dọn chén, xài phone phải đúng giờ, phải đi học chơi game, không được chơi game, vân vân. Nhưng khi nó về cha là nó xả láng. Nó về cha nó 3 ngày cuối tuần là sáng tối 3 ngày cuối tuần. Tới thậm chí lên xe chở về cho mẹ nó vẫn cầm cái phone cho tới hết giờ. Như vậy thì nó sống với mẹ, nhưng nó chỉ trong thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, để nó về cái tịnh độ của nó thôi. Còn nó ở 5 ngày với người mẹ, nó cảm thấy đây không phải là tịnh độ, mà nó cảm thấy đây là một cái cực hình. Như vậy trong cái vô tình đó, cha mẹ đã tạo trong người của một đứa con một cái lối sống không có chừng mực, và trong lòng của nó sẽ có nhiều cái khuynh hướng. Tự nhiên một đứa nhỏ nó lớn lên và nó bị tác động về cái cách sống, cách dạy đó. Cho nên quý vị thường nói trung đạo là không phải là nhịn ăn, cũng không phải ăn quá no, mà hễ đói thì ăn, ăn vừa chừng, hễ khát nước thì uống, uống vừa đủ. Quý vị để ý, nếu chúng ta để chúng ta quá khát, quá đói, mà hễ quá đói thì chúng ta có khuynh hướng ăn sao? Ăn ngốn nghiến. Mà quá đói là bắt đầu chúng ta quơ. Như nãy ví dụ xếp hàng mà lỡ quá đói đó, lấy quá trời quá đất luôn, lát ăn chừng nửa dĩa là ngồi thở. Có ai ăn giùm không? Thường thường con mắt của mình đó, nó to hơn cái bụng của mình. Và con mắt của mình nó tưởng nhiều hơn cái bụng của mình. Cho nên trong con mắt này nó có cái thức của con mắt, nó nhận thức. Nhiều khi nó nhìn cái đó, nó thấy nó tưởng ngon, nó nhận thức cái món đó là tàu hũ sốt cà, và nó nhận thức rằng đây là món nó thích, cho nên nó lấy rất là nhiều. Do cái nhận thức cộng thêm do cái tưởng, bắt đầu tham nó khởi lên. Và tham nó khởi lên, nó lấy thật nhiều, bắt đầu nó về nó ăn, nó nhả không kịp, nó nói trời ơi mặn quá, chua quá, ngọt quá, vân vân, bắt đầu nó phung phí. Và không bao giờ thấy cái đó để chấn chỉnh cách sống đó. Vâng, một ngày, hai ngày, nhiều ngày, chúng ta thành một thói quen, nhà Phật gọi là nghiệp. Thành một thói quen sống là cứ lấy mà không bao giờ lấy bởi cái nhận, cái tưởng, cái thức, rồi cái tham. Mà hễ tham tâm á, thì nó phải khởi ra hành động. Rồi cộng thêm cái duyên nữa là quá trời nhiều, không lấy lát hết. Thành nữa ra Đức Phật mới dạy đó là nó có sự phối hợp. Cái nhân tham, cái duyên tham và cách thức tham và cái căn bản tham. Cái nhân tham là mình, cái duyên tham là đồ quá nhiều, cách thức tham là múc vô. Và nó phối hợp cả cái nhận thức, đây là món tôi thích, cộng thêm cái tưởng tượng chắc là ngon dữ dội, cộng thêm cái bụng đang đói. Cho nên rốt cuộc rồi, con mắt, cái tai, cái tưởng, cái nhận thức toàn là sống bằng cái gì? Bằng cái phóng túng, cái buông lung. Vậy thì tu tập theo Phật giáo là gì? Làm sao đưa các cái đó nó được thanh lọc để nó trở về một cõi tịnh độ của nó. Mà muốn như vậy, chúng ta phải đặt cho mình một cái nền tảng tu tập. Con quyết chí sửa đổi việc này. Quý vị muốn bỏ thuốc không? Tôi quyết chí đặt một viên đá, đặt một nền tảng bỏ thuốc. Vì bây giờ tôi biết thương lá phổi của tôi. Phải có một cái điểm để cho mình quyết tâm bỏ thuốc là vì mình biết thương lá phổi của mình. Ở đây có ai hát cái bài mà mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật im, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi phải sống, vì con tôi cần tôi, vì chồng tôi cần tôi, vì vợ tôi cần tôi. Vì đất nước này không phải là một cái đất ngoài đất nước, là đất nước này chính là chỉ cho những người thân và cái môi trường sống của chúng ta. Vì đất nước này cần một trái tim khỏe mạnh, một trái tim biết rúng động trước cái khổ của người thân, một trái tim biết rúng động khi nó nhìn
cái khó khăn của người thân mình. Vì vậy cho nên hôm nay trong buổi lễ đặt đá, động thổ, xây chùa, mà đặc biệt là chùa Tịnh Độ, thì Pháp Hòa muốn hướng tâm đến đại chúng rằng Tịnh Độ không phải ở một chỗ này, mà tất cả nơi gia đình chúng ta đang sống là một Tịnh Độ. Chúng ta là một vị giáo chủ ở cõi đó, phải thiết lập Tịnh Độ, phải xây dựng Tịnh Độ, mà Tịnh Độ đó được thanh lọc bằng những cái uế của chúng ta. Quý vị biết có những ngôi chùa được xây bằng vỏ ốc, được xây bằng những miếng miễn chai mà đi lượm ngoài đường, tô chén người ta bỏ, ta vứt lượm hết về để xây dựng. Ở bên Đài Loan á, có ni sư Chứng Nghiêm, và ni sư á, là làm từ thiện một cách nghe là nổi tiếng ở Đài Loan. Bây giờ ni sư có nhà thương riêng của Phật giáo, có trường học đại học mà xây dựng, mà ni chúng của ni sư ở trong chùa đó là tự mình phải làm những cái vật thực phẩm vật để bán để nuôi chúng, chứ không có nhận tiền từ thiện để mà nuôi chúng, nuôi chùa. Và ni sư khuyến khích Phật tử của ni sư khắp nơi trên đất nước Đài Loan đi lượm những cái miễn chai mà người ta uống, người ta vứt ở thùng rác ở ngoài sân á, lượm về hết rồi nấu lại, recycle thành ra những cái lucky charm, những cái túi, những cái món quà nhỏ nhỏ để treo xe, để treo bóp bằng những miếng miễn chai mà người ta đã vứt ở bên đường. Nói lên ý nghĩa gì? Cái mà người ta vứt ra ngoài, cái đó nó rất có thể nguy hiểm đến cái sự gọi là thân thể của người khác. Tại miễn chai là có thể người ta bị đứt tay, người ta đạp trúng, vân vân. Gom hết tất cả những cái đó lại, với cái tâm từ bi, với cái trí tuệ, chúng ta biến hết tất cả những rác rưới mà làm hại chúng sanh đó trở thành ra những món quà nhỏ nhỏ, để rồi chúng ta thấy rằng hạnh phúc nhiều khi nó đơn giản lắm. Chỉ cần chúng ta biết thu nhặt, lượm lặt những cái chúng ta làm vung vẩy rơi rớt đó, nó sẽ trở nên một món quà quý báu. Nhiều khi chúng ta trong gia đình chúng ta sơ ý, làm rơi rãi những lời nói, những hành động, những cử chỉ, làm khổ, làm đứt tai người kia, làm thốn tim người nọ, mà chúng ta chưa bao giờ biết gom nó lại để chúng ta biến nó thành những cái món quà. Thật ra khổ đau từ hạnh phúc. Nếu không có khổ đau, mình không có học được cái bài học của hạnh phúc. Cho nên ni sư khuyến khích. Mà quý vị biết ni sư có hơn 10.000 người đệ tử mà đi làm từ thiện khắp nơi trên thế giới. Ngày nay mà nói đến hội từ tế là hầu như tất cả những thành phố lớn của nước Mỹ hay các quốc gia đều có hội từ tế này. Mà ni sư là một người ni của Phật giáo mà điều hành được trường học, nhà thương, các bác sĩ, cũng như các công tác từ thiện khắp nơi trên thế giới. Nơi nào có thiên tai, động đất, lũ lụt, không bao giờ ni sư nghe xong rồi chở đồ tới cho hết. Ni sư gửi người tới trước, gửi tới đó kiểm tra coi cái thiệt hại chỗ đó là như thế nào, và người dân ở đó họ thật sự đang cần cái gì, bắt đầu về mới đưa tới. Chứ không phải là nghe người ta vậy rồi chở hằng hà sa số tới, rốt cuộc có những món người ta không dùng được. Quý vị đã từng nghe nói là có những lúc mà phong trào chỗ nào lũ lụt là đem bánh tét tới cho, chùa nào cũng gói nói riết ăn bánh tét, muốn tét cái đầu luôn. Rồi rốt cuộc thấy bánh tét trôi nổi đầy hết trơn, tại vì quá thừa thải, vì chúng ta không quán chiếu, cứ từ thiện mà thiếu cái suy nghĩ người ta đang cần cái gì. Và chúng ta biết dung hòa, người này cho cái này, mình cho cái khác. Nhiều khi Pháp Hòa nói đùa này đùa thôi. Bữa nào Pháp Hòa mấy thầy nói, trời ơi thầy ơi, bữa nay trên chánh điện, từ chánh điện xuống tới nhà tổ xoài quá trời xoài luôn, mà đã dậy là ngoài chợ bữa nay xèo. Thường thường ngoài chợ mà xèo gì là trong chùa đầy dậy món đó. Tức là đây mình nói chơi thôi. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng á, cái vấn đề tu tập á, nó không phải là cái chuyện xa vời gì đâu. Và tịnh độ không phải là những cái từ ngữ trong kinh mà mình nói không tới. Mà nếu chúng ta biết gom gáy lại, rác nó cũng thành ra phân bón. Những cái hư đốn, những cái dở đó,
nó đều là những cái mà chúng ta có thể gạn lọc được. Có những bữa ăn mình mở tủ lạnh ra thứ một chút vậy đó, quý vị gom lại quý làm thành một nồi xà bần. Người Huế kêu là hổ lốn. Rồi thì nhưng mà món đó ngon nhất nha. Đầy đủ các hương vị trong đó và không phí món nào. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời để chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng ai cũng sẽ đặt cho mình một nền tảng xây dựng hạnh phúc từ cái trái tim của mình. Và làm sao chúng ta nhìn, nghe, nói, tất cả đều tuôn ra từ những cái tấm lòng từ bi và tịnh độ của mình. Làm sao ánh mắt mình người ta nhìn vô tay cũng thấy được tịnh độ. Nụ cười của mình người ta vẫn thấy được tịnh độ. Mà ta gần tới mình người ta thấy cả một bầu trời tịnh độ. Cho nên họ không có cần phải cầu nguyện vãng sanh gì. Đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây. Chỉ cần mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay, và người ta sẽ phát hiện ra rằng Phật là gì? Phật là những chiếc lá chín nó rơi xuống. Pháp là gì? Pháp là những lạn mây ở trên trời. Mây bay vẫn thấy Pháp, lá rơi vẫn thấy Phật. Chứ không phải Phật ở trong chùa cái tượng đó. Phật là lá chín, Pháp là mây bay. Tăng là gì? Tăng thân khắp chốn. Vì sao nữa? An vui nơi này. Suốt 14 ngày qua Pháp Hòa ở 7 tiểu bang, coi như một ngày nào cũng hai thời. Một thời 2 tiếng cộng 3 tiếng chụp hình. Bạn ngày đi làm ở gì? Bạn một ngày đi làm mà không bao giờ biết lương mình nhiêu. Tăng thân khắp chốn. Tại vì sự có mặt của đại chúng là nuôi dưỡng. Hôm nay quý vị đi thật đông, nuôi dưỡng thầy trụ trì, nuôi dưỡng ban tổ chức. Rồi mai này quý vị, hôm nay quý vị là khơi và có ý thức về sự xây dựng của nơi này. Không phải chỉ cần hôm nay mà cần sự đóng góp gia tâm dài hạn, chứ không phải chỉ một ngày một bữa. Tịnh độ của gia đình mình cũng vậy, không phải chỉ ào ào rần rần tới với nhau, mà phải làm sao xây dựng tịnh độ này dài hạn ra. Đừng để cái kiểu là sống mấy chục năm nhưng mà sống trong khổ đau, đi với người đó suốt bao nhiêu năm trời chưa có một ngày hạnh phúc. Cho nên họ chỉ được cái mệnh danh là gì? Sống lâu nhưng mà không có chất lượng. Nhiều khi một cái món hàng đó nó chỉ được gọi là đồ cổ, tại vì nó được mấy chục năm. Nhưng mà hỏi giá trị của nó gọi là vô giá. Hỏi tại sao vô giá? Biết giá gì đâu kêu. Mua kiểu nào cũng bị lỗ hết. Thôi để nó thành đồ cổ muôn đời. Chúc đại chúng an lạc. Bây giờ trong khi Pháp Hòa sắp xếp câu hỏi, thầy Chân Tạng lên đây con. Con có bài gì cúng dường đại chúng không? Mời con lên đây. Đây là thầy Chân Tạng, một trong các thầy đệ tử bên chùa. Kỳ này đi với Pháp Hòa để phụ Pháp Hòa Phật sự.